Tương truyền rất lâu trước đây, có một cây sáo trúc huyền diệu. Chỉ cần thổi cây sáo này thì quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Bên cạnh đó, cây sáo cũng là cánh cửa vào chiều không gian kết nối thế giới thực. Đại Hàn Đế Quốc mùa đông năm 1994, lúc bấy giờ hoàng đế là cha của nam chính Li Gun. Nhân vật phản diện Li Lim là bác của Li Gun, dẫn theo thủ hạ mưu quyền soán vị. Lúc Li Gun chạy tới, tận mắt nhìn thấy cha mình bị giết. Trong lúc tức giận, anh nhặt thanh kiếm chém về phía hung thủ. Li Lim hoảng loạn cầm sáo trúc chặn kiếm, không ngờ nó lại bị chia làm hai. Máu vẫn còn dính trên cây sáo. Thấy cây sáo bị phá hủy, Li Lim tức giận muốn giết người. Lúc này một người áo đen xông vào, chỉ một lát đã hạ gục kẻ địch. Mà Li Gun cố hết sức nhặt sáo trúc trên mặt đất lên, sau đó dần mất ý thức. Hoàng đế đã chết, Li Gun lên ngôi, thân phận thân vương của Li Lim bị tước đoạt và hiện tại hắn đang biến mất. Theo phong tục, Li Gun sẽ để tang trong một tháng. Lúc này, cậu bé Do Trong đem điểm tâm đến cho Li Gun. Sau đó trong lúc Li Gun học toán, cậu bé cũng đến làm phiền, còn cùng Li Gun khóc thật to. Từ thời điểm đó trở đi, hai đứa trẻ đã xây dựng một tình bạn sâu sắc. Do Trong cũng trở thành thuộc hạ thân cận bên cạnh Li Gun. Mà bên này, kẻ phản bội Li Lim đang đi bộ một mình trong rừng trúc. Nhìn sáo trúc chỉ còn lại một nửa trong tay, cùng với một cánh cửa đá xuất hiện trước mắt. Đó là cánh cửa của thế giới song song. Hắn chọn bước vào cửa đá, đến được Đại Hàn Dân Quốc trong thời gian và không gian khác. Ở đó không có hoàng thất, tổng thống là chức vị cao nhất. Hắn còn gặp được song trùng của cha Li Gun trên đường. Nhưng ở thế giới này, song trùng của Li Lim chỉ là một kẻ tàn tật. Vì vậy, Li Lim đã tự tay kết thúc cuộc sống của đối phương. Khi song trùng của Li Gun ở thế giới này là Ji Hun về nhà, lại không may chứng kiến hiện trường vụ án. Sau đó, bố của Ji Hun cũng qua đời vì tai nạn xe hơi. Người mẹ với khuôn mặt bầm tím trông vô cùng thờ ơ, khi về đến nhà đã vui mừng cười to. Nhưng sau đó cô nhìn thấy Li Lim trên xe lăn, phát hiện không phải là anh chồng của mình, mà Li Lim mưu cao kế hiểm. Sau khi giết chết song trùng bị tàn tật ở Đại Hàn Dân Quốc, hắn lại vận chuyển trở lại Đại Hàn Đế Quốc. Ngay sau đó tại Đại Hàn Đế Quốc, thi thể của Li Lim được phát hiện. Thượng Cung Nô đã mời quận công Bu Dong đến giúp khám nghiệm tử thi. Ông ta cũng chính là em họ của cha Li Gun. Theo phân tích các vết thương trên cơ thể, xác định đó là một vụ giết người. Nhưng để củng cố địa vị của Li Gun, ông ấy quyết định không tiết lộ sự thật, tuyên bố Li Lim tự sát. Sau đó, Li Lim cứ lang thang trong hai thời gian và không gian song song, sau nhiều năm mà hắn không hề già đi. Hắn đến tìm Kyung Mu, thuộc hạ của mình ở Đại Hàn Đế Quốc, cho đối phương thấy một thế giới hoàn toàn mới. Chớp mắt đã đến năm 2019, nữ thủ tướng của Đại Hàn Đế Quốc là Gu Seo Ryung đến báo cáo với Li Gun về các vấn đề quốc gia. Mà nam chính Li Gun cũng thay đổi từ một cậu bé non nớt thành một người đàn ông đẹp trai phong độ. Trên cổ anh vẫn còn vết sẹo hồi nhỏ. Khi người hầu giúp anh mặc quần áo sắp chạm vào vết sẹo đó, Do Trong ở một bên sợ hãi, vội nắm lấy cánh tay của đối phương. Nói với hắn rằng bệ hạ không thích người khác đụng vào cơ thể. Bên kia, Thượng Cung Nô ở trong phòng ngủ của Li Gun đặt đầy bùa nhân duyên, muốn anh nhanh chóng kết hôn sớm sinh quý tử. Seo Ryung đến gặp Li Gun, cố ý tạo dáng chụp ảnh. Còn tới gần bên tai Li Gun báo cáo quốc thái dân an, cố tình để phóng viên chụp được ảnh, sau đó còn bảo Li Gun dạy mình cưỡi ngựa. Li Gun sớm đã nhìn thấu tâm tư của cô ta, vì vậy một mực từ chối. Hôm sau, Li Gun đọc truyện cho trẻ em, giải thích về Alice ở xứ sở thần tiên. Khi anh đọc xong, một bé gái giơ tay đặt câu hỏi, hỏi anh có bạn gái không. Li Gun vừa nghe, đã biết là Thượng Cung Nô xúi dục cô bé hỏi như vậy. Ngay sau đó là cuộc đua chèo thuyền. Bên này, một người phụ nữ tóc vàng hoảng loạn bỏ chạy, túm lấy bộ quần áo tai thỏ và mặc vào. Cuối cùng, Li Gun giành chức vô địch cuộc thi chèo thuyền. Mà cô gái kia cũng chạy trốn đến hội trường, đám côn đồ theo sát phía sau. Bọn chúng còn rút súng ra ở ngay đám đông. Các vệ sĩ vội vàng chạy tới bảo vệ Li Gun. Nhưng khi nhìn thấy cô gái mặc áo thỏ chạy trốn, Li Gun ngạc nhiên nghĩ tới con thỏ trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên. Vội vàng đuổi theo với đôi chân trần, nhưng vẫn không may bị lạc mất đối phương. Để ngăn ngừa tai nạn xảy ra, Do Trong muốn bệ hạ mặc áo chống đạn ra ngoài. Li Gun nghịch ngợm đến gần Do Trong, nói đến người mặc đồ đen đã cứu mình. Một cảm xúc dâng trào trong tim anh. Khi ở một mình, Li Gun mở cuốn truyện Alice ra, lấy ra tấm thẻ cảnh sát của một người tên trong Tae-eun mà anh đã nhặt được hôm cha anh bị sát hại. Lật mặt sau, có ghi ngày sinh của Tae-eun là 27 tháng 5 năm 1990. Có nghĩa là năm 1994, có một người mặc đồ đen cầm thẻ cảnh sát của Tae-eun sinh năm 90 đến cứu Li Gun. Mà mấy năm nay, anh vẫn luôn tìm kiếm ân nhân cứu mạng. Đó là một ngày đẹp trời khác, Li Gun nhìn thấy con thỏ đang chạy trong trường đua ngựa, lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Muốn xác nhận danh tính của cô gái thỏ, sau khi đến rừng trúc, con ngựa đột nhiên dừng lại. Bên tai anh truyền đến tiếng gió thổi, kèm theo một tiếng sét, cửa đá xuất hiện ở phía xa. Sau khi do dự, Li Gun ngựa qua cửa đá. Trong khi đó, Li Lim đã trở thành một thợ nhuộm sống ở Đại Hàn Dân Quốc, phát hiện thời gian đột nhiên dừng lại. Màu nhuộm rơi xuống giữa không trung, tiếp theo thời gian được khôi phục, màu nhuộm đổ xuống đất. Lúc này Tae-eun đi làm về, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô gái tóc vàng thì rất kinh ngạc. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, lại không thấy đối phương đâu. Đúng lúc này,
cô bất ngờ nhìn thấy Bạch Mã Hoàng tử xuyên thời gian mà đến, lập tức ra lệnh cho đối phương dừng lại, nhưng lại bị Li Gun phớt lờ. Tê Ưn bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo anh đến quảng trường. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Li Gun nhận ra cô gái trước mắt chính là người mà mình đang tìm kiếm. Nhìn đối phương không có phản ứng, Tê Ưn lấy thẻ cảnh sát ra. Li Gun xuống ngựa đi tới trước mặt Tê Ưn, nhìn vào thẻ cảnh sát của cô ấy. Cuối cùng anh cũng gặp được ân nhân cứu mạng, kích động ôm lấy Tê Ưn. Tê Ưn bối rối vội đẩy Li Gun ra, khiển trách hành vi bây giờ của anh đã cấu thành quấy rối tình dục và yêu cầu anh xuất trình giấy tờ tùy thân. Li Gun không hề động đậy, chậm rãi nói với Tê Ưn mình là hoàng đế của Đại Hàn Đế Quốc, vì đuổi theo nhân vật khả nghi mới xuyên qua đến đây. Lúc mới đến anh cũng có chút nghi hoặc, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, đoán được nơi này là một thế giới song song. Sau đó còn bình tĩnh ra lệnh cho Tê Ưn sắp xếp cho mình gặp nữ hoàng của Đại Hàn Dân Quốc, thậm chí còn bảo cô cho ngựa của mình ăn cỏ khô hảo hạng. Lời này ai nghe cũng sẽ cho rằng đối phương bị thần kinh. Tê Ưn vừa nghe liền tức giận. Cô đi tới buộc tội anh không xuất trình được giấy tờ tùy thân, lại vi phạm giao thông, hơn nữa còn động chạm cảnh sát đang thi hành công vụ, vì vậy đã đưa anh về đồn cảnh sát. Nhưng sau khi thẩm vấn vẫn không nhận được tin tức hữu ích nào. Mà Li Gun đang bị giam giữ, lại nhìn thấy cảnh sát Cho Ưn sắp đi vào. Anh ta giống hệt Do Trong ở Đại Hàn Đế Quốc, nhưng tính cách hoàn toàn ngược lại. Mà Do Trong ở thế giới bên này, đang dẫn theo vệ sĩ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Li Gun. Phát hiện dấu chân biến mất trong rừng trúc, hỏi lại tất cả những người liên quan, biết được Li Gun lúc đó đuổi theo cô gái thỏ. Vì tìm tung tích của Li Gun, Do Trong điều tra xung quanh. Sau đó tìm nữ phóng viên Sung A đã chụp ảnh ở hội trường hôm đó. Sau khi kiểm tra, anh bất ngờ phát hiện hình ảnh của Li Lim. Bên này, Tê Ưn từ đồng nghiệp biết được, không tìm thấy hồ sơ của Li Gun trong cơ sở dữ liệu dấu vân tay. Vì vậy Tê Ưn muốn thu thập ADN của anh ấy. Nhưng Li Gun vẫn nhấn mạnh rằng mình đến từ Đại Hàn Đế Quốc. Trong thời gian và không gian của anh, Ưn sắp chính là thị vệ của anh. Nói xong lại trìu mến nhìn Tê Ưn, khen ngợi cô đẹp hơn tấm ảnh mình có. Anh cũng giải thích về nguồn gốc của thế giới song song cho cô. Tê Ưn không nói nên lời, trực tiếp nhét tam bông vào miệng Li Gun để lấy ADN. Bên này, Seo Ryung họp xong nghe cấp dưới của mình báo cáo, nói Li Gun đã biến mất, nghi ngờ rằng anh ta có thể có phụ nữ bên ngoài. Seo Ryung lại không cho là đúng, nếu Li Gun có ai đó thì người đó phải là cô ta. Mà ảnh thân mật của hai người cũng được đăng tải. Ai cũng cảm thấy họ xứng đôi vừa lứa. Seo Ryung nhìn bình luận lộ ra nụ cười hài lòng. Sau 48 giờ bị giam giữ, Li Gun đã được thả ra. Tê Ưn hỏi địa chỉ của anh ta, dự định đợi khi có kết quả ADN sẽ gửi cho anh. Li Gun lấy ra một tờ ghi chú đưa cho cô. Hóa ra anh ấy đã hỏi Ưn Sắp trước, giúp mình đặt chỗ gần nhà Tê Ưn. Cũng từ Ưn Sắp mà hỏi thăm được tình hình gia đình của Tê Ưn. Tê Ưn hỏi anh biết chỗ này đắt thế nào không, là khách sạn năm sau đó. Thế là Li Gun cởi một chiếc cúc áo trên người đưa cho cô, nói đây là kim cương, muốn đến cửa hàng trang sức để đổi lấy tiền. Nhưng Tê Ưn lại không tin, nó mà là kim cương thì tôi là Vương Phi Diana. Tiếp theo, cô đưa Li Gun đến cửa hàng trang sức. Nào ngờ chủ cửa hàng liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một viên kim cương tốt nhất. Nhưng ông ta lo lắng kim cương không rõ lai lịch nên không dám mua. Thấy vậy, Tê Ưn ngượng ngùng lấy ra thẻ cảnh sát để bảo đảm. Li Gun trêu cô sao không tiết lộ thân phận còn lại, chính là Vương Phi Diana. Sau khi hai người rời khỏi cửa hàng trang sức, Tê Ưn nghi ngờ anh đã lấy trộm viên kim cương từ nơi khác. Li Gun liền nói, cô đã thấy ai đi ăn trộm kim cương rồi đem đi bán với cảnh sát chưa? Tê Ưn ngẫm lại thấy cũng có lý. Ngay khi cô định rời đi thì bị Li Gun giữ lại, bảo cô đừng đi. Anh phải tìm kiếm 25 năm mới gặp được cô. Lúc này Tê Ưn nhận được điện thoại công tác, vội vàng rời đi. Có thể là duyên quả của thế giới song song, một duyên phận nào đó đã kết nối Li Gun và Ưn Sắp. Ưn Sắp bị tiền dụ dỗ, giúp Li Gun xách túi lớn túi nhỏ vào khách sạn. Li Gun cũng lịch sự, tặng cho anh ta rất nhiều quà. Nhưng đề nghị muốn xem ảnh gia đình của Ưn Sắp, Ưn Sắp lập tức lấy điện thoại ra. Li Gun vừa nhìn thấy ảnh, liền chắc chắn đây thật sự là thế giới song song. Và trước đó, Li Gun giao cho Ưn Sắp gửi Bạch Mã ở chỗ Tê Ưn. Nhìn thấy Bạch Mã trong sân, Tê Ưn lập tức xù lông, tức giận xông đến khách sạn tra hỏi Li Gun. Anh yêu cầu cô giúp chăm sóc ngựa trong vài ngày, cũng nói mình sắp trở về Đại Hàn Đế Quốc. Tê Ưn vừa buộc tóc vừa đồng ý, hành động này khiến Li Gun hơi rén. Anh nhớ lần cuối cùng cô ấy buộc tóc, mình đã suýt bị gãy tay. Tuy nhiên lần này Tê Ưn chỉ giáo huấn anh vài câu, nói xong liền rời đi để điều tra vụ án giết người. Khi cô tìm kiếm hung khí trong đống rác, lại bị Li Gun không ngừng gọi điện làm phiền, khiến Tê Ưn tức muốn chết. Bên này, Li Lim đang sơn lại màu cho một ngôi chùa cổ. Nhà sư không hiểu Li Lim có địa vị vì sao phải làm loại công việc nặng nhọc này. Hắn nói việc sơn màu lên lịch sử có nghĩa là phủ một lớp lịch sử mới lên đó. Lịch sử của riêng mình hắn. Chuyển cảnh, một người phụ nữ tổ chức sinh nhật cho đứa con trai Myung Ho bị tàn tật, còn mời bạn bè của cậu bé đến ăn mừng sinh nhật. Không ngờ những đứa trẻ lại tặng cho Myung Ho một quả bóng đá, lộ ra nụ cười không có ý tốt, sau đó còn chụp lại biểu hiện mất mát của Myung Ho. Sau khi chụp xong, chúng vui vẻ rời khỏi nhà hàng. Myung Ho buồn bã quay người rời đi. Lúc này Li Lim đi đến,
bày tỏ thiện chí sẽ giúp người phụ nữ dạy cho những đứa trẻ kia một bài học, hỏi cô có muốn để những đứa trẻ đó trải qua nỗi đau giống như con trai mình hay không. Ngay sau đó một tin tức được phát sóng, ba học sinh tiểu học vượt đèn đỏ, bị xe tải tông trọng thương. Khi tin tức được phát sóng, bà Song đang ở cửa hàng hoa, mua bó hoa cho đứa con trai đã khuất. Bà ta nhớ lại ngày đầu nhìn thấy Lilim ở trước mặt mình. Lúc đó khi cảnh sát đến, Lilim nói với bà, con trai của bà đã xảy chân chết đuối trong hồ chứa nước. Chồng bà qua đời trong một tai nạn xe hơi, còn con trai lại chết đuối, bà ta sẽ bị buộc tội. Hắn hỏi xem bà có muốn nhận sự cứu giúp hay không. Bên này, sau giờ làm việc Tê Ưn mang cà rốt cho Bạch Mã. Nhưng Bạch Mã cao quý căn bản không ăn, vì thế Tê Ưn đến hiệu sách để tìm Lee Gun. Khi đến nơi, cô phát hiện các cô gái xung quanh không ngừng nhìn trộm Lee Gun đẹp trai, còn mang cho anh ta rất nhiều đồ uống. Lee Gun đang tìm hiểu về lịch sử của Đại Hàn Dân Quốc, cảm thấy rất khác với đất nước của mình. Nơi này từ lâu đã không có hoàng đế, tổng thống là ông chủ. Sau đó, Tê Ưn dẫn Lee Gun cùng đi ăn gà rán. Nhưng anh ta cứ nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt mà không ăn, vì anh không ăn thức ăn chưa được thử độc. Mà Tê Ưn cũng không có ý định giúp anh ta thử. Lee Gun nói ra lời chăn chối, cảm ơn Tê Ưn đã tồn tại ở đâu đó, giúp anh bớt cô đơn trong 25 năm qua. Nói xong cắn miếng gà rán, ngạc nhiên sao có thể có món ăn ngon như vậy. Khi hai người trò chuyện, Lee Gun nhớ tới khi còn bé, Thượng Cung Nô đưa anh đến trường đua ngựa. Thấy chú Bạch Mã nhỏ được sinh ra vào đêm cha anh bị giết. Anh cũng nhớ đêm đó mình đã nghe được tiếng sáo thần, theo tiếng sáo đến hiện trường vụ án. Lúc đó Thượng Cung Nô rất kinh ngạc, cây sáo thần tuyệt đối sẽ không phát ra thanh âm. Sau đó, bà đưa cho anh một nửa cây sáo và thẻ cảnh sát của Tê Ưn. Hôm nay, Lee Gun ngồi trong khách sạn 5 sao sang trọng hàng đầu, mặt mày ủ rũ nhìn về phía chiếc áo đã không còn chiếc cúc nào. Hết cách, anh chỉ có thể tới tìm Tê Ưn. Trong lúc chờ Tê Ưn, anh gặp Na Ji, chủ quán cà phê và là người bạn giàu có của Tê Ưn. Cô ấy có khuôn mặt giống hệt phóng viên Sung A ở Đại Hàn Đế Quốc. Sau đó Tê Ưn xuống lầu, thấy Lee Gun liền châm chọc hai câu rồi rời đi. Tuy nhiên vì không yên tâm cô lại quay trở lại, hỏi anh sao vẫn còn chưa đi. Lee Gun giải thích ở thế giới này anh chỉ biết Tê Ưn. Còn nói 25 năm trước mình đã nhặt được thẻ cảnh sát của cô. Tê Ưn không tin những gì anh nói, vì lúc đó cô mới có 5 tuổi. Mà Lee Gun cũng muốn biết rõ nguyên nhân trong đó. Còn nói ngày cấp tấm thẻ đó là ngày 11 tháng 11 năm 2019. Để Tê Ưn tin tưởng và hiểu mình, anh sẽ cho cô làm hoàng hậu của Đại Hàn Đế Quốc. Dùng nó như một lý do để anh ở lại Đại Hàn Dân Quốc. Tê Ưn vẫn cảm thấy anh đang nói linh tinh, không kiên nhẫn để nghe tiếp. Cô nói thay vì anh nói vớ vẩn, không bằng dẫn mình đến thế giới song song của anh, rồi tuyên bố cô là hoàng hậu của mình. Thế là sau đó, Lee Gun dẫn Tê Ưn đến rừng trúc, đi tới đi lui khắp nơi tìm kiếm cánh cổng thời gian và không gian. Còn nói trước khi xuyên qua sẽ nghe thấy tiếng sáo, sấm chớp nổi lên và cửa đá xuất hiện. Tê Ưn cạn lời vào đầu bứt tóc, tên này đúng là tên thần kinh mà. Sau đó, cô thông báo với anh ngày mai sẽ có báo cáo ADN của anh. Đến lúc đó sẽ giúp anh tìm người nhà. Nói xong hai người rời khỏi khu rừng. Lee Gun khoác áo cho Tê Ưn. Cảnh sát Kang Shin Chae đến tìm Tê Ưn, thấy Bạch Mã liền muốn sờ một cái. Lại không ngờ nó lại nóng tính như vậy. Anh thu tay lại quay đầu nhìn yên ngựa bên cạnh, phát hiện hoa năm cánh ở trên đó, giống hệt với biểu tượng trên sổ tay của mình. Tại Đại Hàn Đế Quốc, Thượng Cung Nô đang phỏng vấn Sung A. Cô ấy đã gửi sơ yếu lý lịch của mình suốt 4 năm qua, lần này cuối cùng cũng được nhận vào. Công việc chính là viết những câu chuyện hấp dẫn. Seo Ryung và một ông già tóc trắng đã đi đến hội trường. Các nghị sĩ nhất trí về việc có nên tăng thuế suất quốc gia hay không. Một vài người cảm thấy rằng nghị quyết nên được thông qua. Nhưng Seo Ryung dựa trên nguyên tắc đặt người dân lên hàng đầu, nhấn mạnh vào việc không tăng chính sách thuế. Nói xong liền rời đi, ông già tóc bạc đứng một bên nghe họ tranh luận. Tại Đại Hàn Dân Quốc, các cảnh sát cùng nhau đi điều tra, tìm hung khí trong bãi rác. Cảnh sát Trang nhặt được hung khí, thấy hung khí được tìm thấy, Shin Chae rời đi trước. Chuyển cảnh, ông trùm xã hội đen muốn hối lộ Shin Chae, hắn cũng nói đến thân thế của anh. Khi còn nhỏ anh là thiếu gia tài phiệt, như năm lớp 9 gia đình bị phá sản. Mẹ lại nợ tiền cờ bạc, số tiền này vừa vặn giúp anh trả nợ. Nào ngờ Shin Chae ấn đầu lão đại vào đống tiền, từ chối nhận hối lộ của hắn. Trên đường về nhà, anh nhớ lại ban đầu mình không có ước mơ. Khi anh giảng dạy trong đạo quán, vì tính tình nóng nảy nên danh tiếng kém. Bố của Tê Ưn cảm thấy anh không thích hợp để hướng dẫn cho bọn trẻ, đề nghị anh đi thi cảnh sát để giúp đỡ công lý. Lee Gun gọi cho Tê Ưn, nhưng cô bận rộn cũng không để ý tới anh. Vì vậy anh chỉ có thể gọi Ưn Sắp cùng đi siêu thị mua sắm. Còn nói muốn bổ nhiệm Ưn Sắp làm đội trưởng đội cận vệ của mình ở thế giới này. Ưn Sắp cảm thấy người đàn ông này đúng là bị điên thật rồi. Vì Lee Gun đã biến mất rất lâu, không xuất hiện trước mặt công chúng, dư luận không ngừng đoán mò không biết bệ hạ bị làm sao. Thượng Cung Nô họp với các nhân viên, thảo luận làm thế nào để dập tắt tin đồn bên ngoài. Sung A đã đưa ra biện pháp đối phó, gọi do chồng mượn điện thoại của anh ấy, lấy ảnh chụp ảnh chung của anh với Lee Gun, sau đó dùng danh nghĩa của Lee Gun đăng lên SNS. Mọi người vừa nhìn ảnh hai anh chàng đẹp trai chụp chung chỉ lo thả tim, không còn quan tâm đến các vấn đề khác. Mà Thượng Cung Nô tìm thấy thẻ cảnh sát của Tê Ưn mà Lee Gun rất trân trọng,
yêu cầu Do Trong lén điều tra bối cảnh của cô ấy. Do Trong lại nói 3 năm trước, Lee Hoon đã nhờ anh bí mật điều tra. Anh đã tìm kiếm tất cả các cơ sở dữ liệu và không có thông tin nào về người này. Trong khi đó, trong kho ADN của Đại Hàn Dân Quốc cũng không có hồ sơ của Lee Hoon. Sau đó, Tae-eun nhận được điện thoại của người quản lý trường đua ngựa, họ gọi vì con Bạch Mã kia. Tae-eun vừa nghe liền cho rằng Bạch Mã đã bị đánh cắp từ trường đua ngựa. Nhưng đối phương giải thích vì nó thuộc giống ngựa quý có huyết thống Tây Ban Nha, là một loài quý hiếm không thể xuất hiện trong nước nên muốn mua nó với giá cao. Sau khi cúp máy, Tae-eun hẹn Lee Hoon ra ngoài. Thông qua cuộc điện thoại vừa rồi, cô bán tín bán nghi với những lời nói của Lee Hoon. Nhưng vì không có bằng chứng xác thực, cô muốn anh nói cho mình biết thêm nhiều điều hơn nữa. Lee Hoon liền nói một bài phát biểu dài về lịch sử của Đại Hàn Đế Quốc. Sau khi nói xong, Tae-eun chỉ cảm thấy anh rất giỏi bịa chuyện. Sau đó, Lee Hoon đi theo Tae-eun về nhà thăm Bạch Mã yêu quý. Tae-eun còn rối rắm, tại sao Bạch Mã không ăn cà rốt mà mình đưa. Anh chờ Tae-eun đi khỏi liền nói với Bạch Mã, lần sau nhất định phải ăn cà rốt của cô ấy. Ghét cũng phải nhét vào mồm. Bên này, Do Trong rất nhớ Lee Hoon. Anh nhớ lại khi thi thể của Lee Lim được phát hiện, dấu vân tay và ADN đều khớp với Lee Lim. Nhưng Lee Hoon lại sinh lòng hoài nghi, mặc dù thi thể này giống Lee Lim, nhưng cũng giống một ký hiệu lạ không phải Lee Lim. Do Trong suy nghĩ về những lời Lee Hoon nói, tự hỏi anh ấy đang ở đâu. Đồng thời sấm sét xuất hiện ở Đại Hàn Dân Quốc, Dương Trúc có gì đó khác thường. Mà Lee Hoon cảm giác bả vai mình đang bị thiêu đốt. Seo Ryung đến thăm mẹ mình, đó là một người bán cá. Đừng nhìn cô ấy trói lọi trước mặt người khác, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường trước mặt mẹ mình. Người mẹ đặt một chiếc ô sang một bên, nói là của khách để quên, chắc sẽ quay lại lấy sau. Chuyển cảnh, Lee Lim đi bộ trên đường phố Đại Hàn Đế Quốc với một chiếc ô đen, giống như chiếc vừa rồi ở chỗ mẹ Seo Ryung. Xem ra sấm sét đêm hôm trước đã đưa hắn trở lại. Lee Lim đến hiệu sách Hoàng gia, mở một cuốn sách. Bên trong có dấu trang ghi Hoàng đế xuất cung. Sau đó Ki Ung Mu đến, đưa hắn đi gặp tàn dư của loạn đảng, bọn chúng đang có kế hoạch gì đó. Sau đó, Lee Hoon cầm sáo đi vào rừng trúc, phát hiện ra cây sáo chính là chìa khóa để mở cửa. Tiếp tục suy đoán nửa sáo còn lại nằm trong tay Lee Lim. Có lẽ hắn vẫn còn sống và đi lại giữa hai thế giới. Sau khi tìm được phương thức mở cửa, anh liền đi tìm Tae-eun. Không ngờ Tae-eun và Shin-che đi điều tra vụ án, bị đám côn đồ theo dõi. Lee Hoon không nói nhiều, bình tĩnh chỉ vài chiêu đã xử hết đám côn đồ. Shin-che đi mua băng gâu về dán cho Tae-eun. Hai người còn chia nhau ăn kem, Lee Hoon bị coi là không khí. Thật sự là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lee Hoon tìm được cơ hội nói với Tae-eun, anh sẽ trở lại thế giới của mình. Hoàng cung không thể một ngày không có chủ, bảo cô sớm về nhà tạm biệt mình. Sau đó, Shin-che đưa Lee Hoon trở lại chỗ Bạch Mã, hỏi năm cánh hoa trên yên ngựa có ý nghĩa gì. Anh đã từng nhìn thấy nó. Lee Hoon trả lời rằng biểu tượng này thuộc về Đại Hàn Đế Quốc và anh là hoàng đế ở nơi đó. Shin-che không nói gì mà bỏ đi. Sau khi thay quần áo, Lee Hoon đến quán cà phê chờ Tae-eun. Chờ lâu không thấy cô quay về, anh một mình đi vào rừng trúc, cưỡi ngựa qua cánh cửa đá trước mắt. Lee Lim và người của hắn đứng bên bờ biển nhìn ra xa, thời gian đứng yên khi rời đi. Khi Lee Hoon quay trở lại Đại Hàn Đế Quốc, mọi thứ trở lại bình thường. Do Trong bị bỏng làm đổ cốc cà phê, đồng thời Ưn Sắp cũng bị latte đá làm bỏng. Anh không hiểu sao latte đá lại nóng như vậy. Tôi đoán khi ai đó đi qua hai thế giới, thời gian sẽ đứng yên. Hai thế giới cũng tạo ra một kết nối ngắn. Sau khi Lee Hoon rời đi, Tae-eun trong đầu nhớ lại từng câu nói của anh ấy. Muốn tìm bằng chứng Lee Hoon đến từ thế giới song song. Tại Đại Hàn Đế Quốc, Seo Ryung bất ngờ đến thăm, muốn đi gặp hoàng đế bất chấp sự ngăn cản của thị vệ. Thượng Cung Nô vội đi ngăn cản, nhưng cô ta hoàn toàn phớt lờ bà ấy. Lặng lẽ mở cửa ngự thư phòng, kinh ngạc phát hiện Lee Hoon đang ở trong đó. Sau khi đến gần thì phát hiện mặt Lee Hoon bị rám nắng, vừa nhìn đã biết là đã lâu không ở trong cung. Seo Ryung kiêu ngạo nói với Lee Hoon, anh nợ mình một ân huệ. Gần đây, cô ta đã giúp anh che đậy sự thật hoàng đế không ở trong cung. Lee Hoon yêu cầu cô ta đừng áp sát mặt mình. Anh không quan tâm đến những gì lịch sử đánh giá về thời gian này của mình, vì bản thân anh chính là lịch sử, không nợ cô ta cái gì hết. Thấy Lee Hoon trở lại, Do Trong thông báo cho cấp dưới, giảm mức độ bảo vệ quận công Bu Jong, duy trì mức bảo vệ bình thường. Thì ra nếu Lee Hoon qua đời, quận công Bu Jong sẽ là người kế vị số 1. Hôm sau, Lee Hoon sẽ đi dự đám tang người bạn cũ của cha. Thượng Cung Nô đưa cho anh một cái cà vạt và yêu cầu anh mang nó. Khi tang lễ kết thúc trở về cung điện, Lee Hoon nghĩ đến hình ảnh Lee Lim đâm vào cổ mình thì cảm thấy không thở nổi. Vội vàng cởi cà vạt và các áo, bên này Tae-eun và Shin-che đi bắt kẻ trộm, giả vờ làm người mua hàng để giăng lưới bắt tội phạm. Khi rời đi, Shin-che đã gặp bác sĩ điều trị của mình. Bác sĩ cho hỏi về tình trạng gần đây của anh, hỏi anh có còn gặp ác mộng nữa không. Nhìn thấy cây kem trên tay, liền bảo anh nên ăn ít đồ ngọt hơn nếu rảnh vẫn cần phải đến điều trị. Tại Đại Hàn Đế Quốc, thư ký Kim mang đến cho Seo Ryung video nghị viên Park đang nói xấu cô tại một sự kiện. Điều này khiến cô rất tức giận, lập tức gửi cho thư ký Kim những bức ảnh khiếm nhã của nghị viên Park, bảo anh gửi nó cho phóng viên. Hóa ra, tất cả những bức ảnh này đều do ông già tóc bạc đưa cho cô.
Li Hun tới tìm quận công Bu Rong, muốn biết ông ta và mình có phải là cùng một mặt trận hay không. Lúc rời đi còn để lại cho quận công Bu Rong một phong thư. Đó là báo cáo khám nghiệm tử thi của Li Lim. Bên này, mẹ Xin Chê về nhà và giấu túi sách phía sau. Anh phát hiện ra bộ dạng lén lút của mẹ mình, tiến lên giật túi sách và đổ hết tiền trong đó ra. Anh nhận ra, đây nhất định là Hắc Lão Đại muốn hối lộ mình. Vì vậy, anh liền dẫn mẹ và cảnh sát Trang đến sòng bạc. Sau khi ném tiền cho Hắc Lão Đại thì quay người rời đi, mặc kệ người mẹ đằng sau. Tê Ân đi làm về, bị một cậu bé đạp xe không may va phải làm rơi thẻ cảnh sát xuống cống. Cậu bé xuống xe và xin lỗi, Tê Ân cũng không làm khó cậu bé, để cậu đi về. Lúc này bác sĩ pháp y gọi tới, phát hiện tờ tiền của Li Gun đưa cho Tê Ân là tiền thật với các biện pháp chống làm giả hoàn hảo. Tất cả các tỷ lệ vật liệu đều giống hệt như đồng uôn của Đại Hàn Dân Quốc. Li Lim đến hiệu sách, in lại một dấu trang, trên đó ghi Hoàng đế hồi cung. Hắn nhớ lại lúc thời gian dừng lại, đoán rằng Li Gun cũng biết phương pháp xuyên qua hai thế giới. Li Gun đến một cung điện, rút ra tứ dần kiếm. Nhớ lại những gì cha đã nói khi cho anh tứ dần kiếm. Lấy thanh kiếm làm thanh kiếm của Hoàng đế, có thể lợi dụng hiền giả trừ đi cái ác của đất trời, dùng đạo pháp để nâng đỡ chính nghĩa. Tê Ân xem camera giám sát, phát hiện Li Gun cưỡi bạch mã vào rừng trúc, sau đó thì không còn trở ra nữa. Vì vậy cô đã đến rừng trúc xem xét, nhưng tìm hồi lâu vẫn không có kết quả gì. Và ở Đại Hàn Đế Quốc, Li Gun nhìn thẻ cảnh sát mà nhớ Tê Ân. Bất ngờ Do Trong đi đến cắt đứt dòng suy nghĩ. Li Gun quay đầu nhìn Do Trong, đột nhiên thời gian dừng lại. Li Lim xuyên qua Đại Hàn Dân Quốc để gặp bà Song, hỏi tại sao gần đây bà ta thường xuyên đến nhà hài cốt. Bà ta nói để ngắm trước chỗ cho mình, ai biết được khi nào thì mình chết. Nói xong liền ném rẻ lau lên người Li Lim, hét lên tại sao hắn lại không già đi. Giống như có được thân thể bất tử, bởi vì thẻ cảnh sát đã mất, Tê Ân đến chụp lại ảnh giấy tờ. Sau đó, cô quay lại đồn cảnh sát và bàn giao hình ảnh cho đồng nghiệp. Nghĩ đến Li Gun từng nói qua, thẻ cảnh sát được cấp vào ngày 11 tháng 11, cô hỏi đồng nghiệp khi nào có thể lấy. Đồng nghiệp nói rằng có thể vào cuối tháng 10, điều này khiến cô yên tâm. Lại là một đêm giông bão, bả vai Li Gun đột nhiên đau rát, anh gọi Do Trong đến để kiểm tra. Do Trong nhìn thấy trên vai anh, dấu vết của ngọn lửa đốt cháy cây cối, vội vàng chạy đi tìm ngự y. Chờ Do Trong rời đi, anh lấy một nắm tiền lẻ nhân cơ hội chuồn đi. Bên này, Xin Chê mang thẻ cảnh sát đến cho Tê Ân. Tê Ân cầm lên xem ngày cấp là ngày 11 tháng 11. Lúc này Li Gun gọi điện thoại hẹn gặp mặt cô. Sau khi nhìn thấy anh, Tê Ân vẫn muốn xác nhận lại lời nói của anh. Cô hỏi anh trong thẻ cảnh sát của cô mà anh đang giữ, cô buộc tóc hay thả tóc. Anh nói là buộc tóc, sau đó đến gần và túm tóc cô lại. Tê Ân cảm thấy thật không thể tin được. Để cô tận mắt chứng kiến thế giới song song, Li Gun ôm cô lên ngựa, đưa cô qua cửa đá ở rừng trúc. Do Trong nghe được tiếng động dẫn người chạy tới hành lễ với bệ hạ. Tê Ân nhìn thấy Do Trong giống ươn sắp như đúc, liền nhớ tới lời mà Li Gun đã nói. Trước khi Li Gun rời đi, để báo đáp ơn Nazi đã giúp mình nuôi ngựa, tặng cho cô một viên kim cương. Xin Chê đến trước cửa nhà Tê Ân, thuận tiện uống một ly trà sữa. Nazi nói với anh rằng Tê Ân đi cùng Li Gun, vẫn chưa về nhà. Xin Chê buồn bã đứng trong tuyết nhìn vào những tin nhắn chưa đọc. Linh cảm rằng người phụ nữ mình yêu sẽ bị cướp đi. Do Trong báo cáo với Thượng Cung Nô bệ hạ đã trở về, ngoài ra còn có một vị khách nữ đi cùng. Thượng Cung Nô dặn dò Do Trong để bệ hạ đi đường nhỏ hồi cung, không được để ai nhìn thấy tránh điều tiếng. Lần này, Tê Ân cuối cùng cũng tin tưởng lời Li Gun nói. Li Gun phi ngựa, đưa Tê Ân đến khu vực biên giới giữa hai thế giới. Một khu vực không thể giải thích bằng khoa học. Mây hồng bao phủ bầu trời, ngay cả thời gian cũng dừng lại ở đây. Li Gun suy đoán nơi này có thể là vết nứt thời gian. Đồng hồ sẽ ngừng di chuyển trong một phút ở khu vực này, tương đương với một giờ bên ngoài. Trở lại cung điện, ngự y kiểm tra thân thể cho bạch mã. Mà Tê Ân đối với mọi thứ trước mặt vẫn cảm thấy không thể tin được. Đặc biệt là Do Trong ăn mặc chỉnh tề bên cạnh, khiến cô vô thức nghĩ về ươn sắp cả lơ phất phơ. Để chắc chắn tất cả điều này không phải là một giấc mơ, cô muốn kiểm tra súng của Do Trong, xác nhận xem đó có phải là súng thật hay không. Li Gun đồng ý, Tê Ân nhận lấy súng, lên nòng rồi chĩa về phía Li Gun. Do Trong vội tiến lên cản trước mặt bệ hạ, cảnh cáo Tê Ân sự khoan dung mình dành cho cô đã hết, bảo cô đừng đùa với lửa. Nói xong liền cướp lại khẩu súng. Nhưng anh đột nhiên nhận ra Tê Ân chính là cô gái trên thẻ cảnh sát. Để Tê Ân hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của Đại Hàn Đế Quốc, Li Gun đưa cô trở lại cung điện. Thượng Cung Nô đã chờ từ lâu. Để giữ an toàn cho Hoàng đế, bà bảo Tê Ân bỏ toàn bộ đồ vật trên người xuống. Tê Ân nghe lời làm theo. Thượng Cung Nô thấy thẻ cảnh sát của cô, liền ngay lập tức nhận ra cô. Nghi hoặc nặng nề, bà muốn cùng Li Gun nói chuyện riêng. Li Gun dặn Tê Ân ngoan ngoãn ở đây chờ mình sẽ sớm trốn ra thôi. Tê Ân liền nói, tôi thấy anh đáng ăn đòn mà. Lời này vừa nói ra, cô lập tức cảm nhận được sát khí xung quanh, vội chuyển sang kính ngữ. Sau đó Li Gun trở về phòng với bữa tối. Vì điện thoại không có tín hiệu nên Tê Ân hỏi mượn điện thoại của anh, còn bắt anh phải giúp mình thử độc đồ ăn. Li Gun cam đoan sẽ không làm hại cô, Tê Ân mới yên tâm ăn. Lúc này Thượng Cung Nô không mời mà đến, Tê Ân cảnh giác đứng dậy.
Thì ra bà ấy cố ý chuẩn bị cho Taeun phòng ngủ cách xa phòng của Lee Gun nhất. Còn nhắc nhở cô, đừng nói với ai về mọi thứ trong cung điện, bao gồm cả nội dung trò chuyện với hoàng đế. Cuối cùng Thượng Cung Nô khuyên Taeun, cô không tồn tại trong thế giới này, có thể khiến thế giới này hỗn loạn. Tốt hơn là rời đi càng sớm càng tốt và trở về nơi thuộc về mình. Buổi tối Lee Gun lén lút vào phòng Taeun, mang theo bia mà cô ấy thích. Hai người ngồi trên mặt đất, Lee Gun nói trong phòng cô có rất nhiều camera. Taeun vội nhìn xung quanh tìm kiếm camera, nào ngờ anh lại nói chỉ là lừa gạt cô thôi. Sau đó anh còn tựa đầu vào vai cô, tiếp theo lại trao cho cô một nụ hôn. Và ở Đại Hàn Dân Quốc, Lee Lim tìm đến một người phụ nữ đang mang thai, đưa cho cô ta một xấp hình ảnh. Hắn nói với đối phương trong một thế giới khác, cô chính là cháu gái của nhà sáng lập một hãng dược lớn, còn kết hôn với con trai cả của nhà tài phiệt. Nhưng trong thế giới này, cô ta phải sống một cuộc sống như địa ngục. Lee Lim muốn giúp cô ta có cuộc sống giàu có kia. Cái giá phải trả là giết chết bản thân cô ta ở một thế giới khác. Người phụ nữ nghi hoặc hỏi nếu mình từ chối, có phải mình sẽ chết không? Lee Lim nói rằng chưa từng có ai từ chối. Nói xong đứng dậy rời đi, người phụ nữ vội nhào tới ôm lấy đùi hắn. Lee Lim nhìn cũng không nhìn, ném một cái điện thoại cho cô ta, yêu cầu cô chờ điện thoại của mình. Bên này, Taeun nhàm chán đi dạo trên đường phố. Nhìn thấy áp phích của Lee Gun ở đối diện, nhớ lại hình ảnh hai người hôn nhau tối qua, không kìm lòng được sờ lên môi. Sau đó cô hỏi bạn nữ bên cạnh, tại sao GDP của Đại Hàn Đế Quốc đứng thứ tư trên thế giới? Hóa ra, Đại Hàn Đế Quốc rất giàu khoáng sản đất hiếm, chỉ riêng trữ lượng phía Bắc đã trị giá 600 tỷ đô la Mỹ. Và những mỏ này thuộc sở hữu của hoàng đế. Taeun muốn tới Seoul liền đi đến nhà ga, lại bị tên côn đồ nhận nhầm là Luna. Bọn chúng vừa định đuổi theo cô thì bị Do Trong ngăn lại. Lúc này Do Trong cũng biết được cô gái tên Luna đã quỵt tiền đại ca của họ, khiến đại ca bị tống vào tù. Khi đến Seoul, Taeun nhìn thấy Seo Ryung đang được người hâm mộ vây quanh. Seo Ryung đến dự một bữa tiệc của bạn bè. Người phụ nữ tên Ji Jung mỉa mai Seo Ryung không từ thủ đoạn, sử dụng vụ bê bối để lật đổ nghị viên Park phản đối mình. Không những vậy còn muốn trở thành hoàng hậu, nhưng không biết liệu hoàng đế có thích phụ nữ nhiều tuổi hơn mình không nhỉ. Phía bên kia, Taeun đến cục cảnh sát nhưng không phát hiện bóng dáng Shin Jae. Cô nghĩ nếu anh ấy không thành cảnh sát thì có thể gia đình không phá sản, vì vậy liền đi tới nhà Shin Jae. Trong khi đó, Shin Jae ở Đại Hàn Dân Quốc đang đi mua kem, lại gặp được bác sĩ Cho. Cô ấy lại hỏi xem anh gần đây có gặp ác mộng hay không. Shin Jae chuyển chủ đề, không muốn thừa nhận sự thật rằng cơn ác mộng vẫn đang ám ảnh mình. Taeun đến địa chỉ nhà của mình, hỏi người chủ về bố mẹ mình. Nhưng đối phương nói chưa bao giờ nghe tên của họ, Taeun chỉ có thể thất vọng rời đi. Khi đến nhà ga để mua vé, cô lại phát hiện không đủ tiền, vì vậy chạy đến bốt điện thoại và gọi đường dây hoàng gia, muốn liên lạc với Lee Gun. Nhưng đối phương lại cho rằng cô đang đùa giỡn, không chuyển cuộc gọi cho cô. Lee Gun trên chuyên cơ, nghe phi công đề cập đến một người tự xưng là Vương Phi Diana gọi hàng chục cuộc liên tiếp, liền vội vàng cho máy bay quay đầu. Sau đó Do Trong đi tới trước mặt Taeun, đưa cô đi gặp Lee Gun. Một đám vệ sĩ chạy ra bày trận trước, tiếp theo Lee Gun xuất hiện. Khi hai người đang nói chuyện, Seo Ryung nhận được tin hoàng đế cho hạ cánh khẩn ở Seoul liền chạy tới. Cô ta đi tới trước mặt hai người, nhiệt tình chào hỏi Taeun. Lee Gun không nói nhiều, tạm biệt Seo Ryung rồi dẫn Taeun rời đi trên máy bay. Thư ký Mo quan sát Taeun ngồi đối diện, nhớ lại Lee Gun đã từng nói anh không có hứng thú với Seo Ryung mà thích một người phụ nữ xinh đẹp hơn. Lee Gun hiểu vẻ mặt của thư ký Mo, thừa nhận nói chính là Taeun. Sau đó chủ động cầm lấy tay Taeun, hai người viết vào lòng bàn tay nhau, âm thầm giao tiếp. Seo Ryung trở về dinh thự của thủ tướng, nhớ lại nụ cười của Lee Gun với Taeun. Cô ta luôn dành nụ cười cho anh ấy, vậy mà anh lại chỉ cười với Taeun. Nghĩ đến đã tức đến sôi máu. Bên này, Shin Jae nhìn đôi dép trên chân, cảm thấy rất nhớ Taeun. Hồi còn học trung học anh từng bị đánh hội đồng. Lúc đó Taeun đột nhiên xuất hiện gọi điện báo cảnh sát, cứu anh khỏi đám bạn xấu. Ở cổng đồn cảnh sát, Taeun đưa cho anh đôi dép của Tây Quân Đô để anh tham gia và không bị bắt nạt nữa. Biết được Luna là một tên trộm tại nhà ga, Do Trong xác nhận thân phận của Taeun, xem có phải Luna hay không. Cũng bàn giao chiếc cốc có dấu vân tay của Taeun cho cảnh sát kiểm tra. Đúng lúc này, anh nhận được tin nhắn từ Bộ Quốc phòng, khẩn trương triệu tập một cuộc họp về an ninh quốc gia. Bên này, Lee Gun cũng hứa dùng cơm xong sẽ trả lại đồ cho Taeun. Taeun ăn món ăn sở trường của Lee Gun, cảm thán hai người không cách nào vượt qua khoảng cách giữa hai thế giới khác nhau, là thân phận không thể ở bên nhau. Sau đó, Lee Gun lấy ra thẻ cảnh sát mình nhặt được 25 năm trước. Taeun vừa nhìn thì đúng là của mình, nhưng lúc đó cô vẫn còn là một đứa trẻ. Sao có thể xuyên tới đây cứu Lee Gun được? Lúc này Do Trong đẩy cửa bước vào, nói Seo Ryung đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Hạm đội Hải quân Nhật Bản đang tiến vào lãnh thổ của Đại Hàn Đế Quốc. Lee Gun vì bận rộn với công vụ quốc gia nên quyết định đưa Taeun rời đi trước. Thượng Cung Nô lấy ra đồ của Taeun, phát hiện thiếu mất thẻ cảnh sát của cô ấy. Lee Gun thay đồng phục, chuẩn bị đích thân ra trận chỉ huy, Taeun đến tạm biệt anh. Vì thẻ cảnh sát không cánh mà bay, Lee Gun chỉ có thể đem tấm thẻ mà mình đang giữ trả lại cho cô. Anh cũng hứa sau khi chiến thắng trở về, sẽ đến Đại Hàn Dân Quốc để tìm cô.
Khi trở về, Tae-eun ôm lấy người bố đã lâu không gặp, nói rất nhớ ông. Không ngờ ông ấy không hề biết cô đã đi ra ngoài vài ngày, chỉ bảo cô ngồi xuống và bóc trứng. Bên này, Lee Gun đích thân đến hạm đội, sát cánh chiến đấu cùng các chiến sĩ để khích lệ tinh thần quân đội. Quân Nhật tăng tốc, từng bước xâm chiếm lãnh thổ của Đại Hàn Đế quốc. Tàu chiến của Đại Hàn Đế quốc không hề yếu thế, toàn lực xuất kích tấn công tàu chiến địch, ngăn chặn thành công cuộc xâm lược của Nhật Bản. Seo-ryung tổ chức họp báo, cho rằng Nhật Bản cần phải bày tỏ lời xin lỗi càng sớm càng tốt, thảo luận các vấn đề liên quan đến bồi thường. Tae-eun nhớ Lee Gun, lại nhìn vào hạt giống hoa mua ở Đại Hàn Đế quốc, nhớ lại khi nói lời tạm biệt với anh ở vết nứt thời gian, cô đã gieo hạt giống ở đó, cũng gieo ở chậu hoa nhà mình. Trước khi đến Đại Hàn Đế quốc, Tae-eun đang điều tra một vụ án giết người, đã tìm thấy điện thoại của nghi phạm. Sau khi khôi phục dữ liệu bên trong, cô tìm thấy ba tin nhắn thoại, nhưng nghe có vẻ giống tin tức hơn. Sau khi trở về từ Đại Hàn Đế quốc, cô cũng tiếp tục điều tra vụ giết người, nghe đi nghe lại tin tức nhiều lần. Các địa danh được đề cập trong tin tức, tất cả đều là các tòa nhà không tồn tại ở thế giới này. Đột nhiên, cô nghe được tên của quận công Bu-jong. Cô từng tìm kiếm những người có liên quan xung quanh Lee Gun, có một chút hiểu biết về người thân của anh ấy. Vì vậy có vẻ như, đằng sau các vụ giết người ở Đại Hàn Dân Quốc, mơ hồ có bóng dáng của Đại Hàn Đế quốc. Bên này cảnh sát báo cáo với Do Trong, không tra được thông tin vân tay của Tae-eun. Do Trong liền nhờ đối phương hỗ trợ bắt Luna. Để chứng minh Tae-eun chính là Luna, anh còn lấy ra nhiều bức ảnh để tên xã hội đen nhận dạng. Phạm nhân liếc mắt một cái liền chỉ vào Tae-eun, nói Luna trông như thế này. Trông giống nhau nhưng không thể tìm thấy thông tin vân tay, khiến Do Trong cảm thấy không thể tin được. Cũng có một chút tin tưởng vào sự tồn tại của thế giới song song. Quận công Bu-jong nhìn thấy tin tức Lee Gun khải hoàn trở về, nhanh chóng trở lại cung điện. Ông thấy đã đến lúc nói cho Lee Gun biết về cái chết thực sự của Lee Lim. Lee Gun nhận báo cáo khám nghiệm tử thi, phát hiện Lee Lim không phải bị cấm vệ quân bắn chết. Cái chết thực sự là do gãy đốt sống cổ, sau đó bị ném xuống biển. Có một điều thậm chí còn kích thích tư duy hơn. Lee Lim là một võ sĩ cao lớn và mạnh mẽ, nhưng xác chết lại là cơ thể bị bại liệt bẩm sinh. Tất cả đều rất khó hiểu, vì vậy quận công Bu-jong mới tạm thời giữ bí mật. Lee Gun đoán rằng Lee Lim vẫn chưa chết, mà đang đi lại giữa hai thế giới, mưu đồ một kế hoạch gì đó. Đồng thời tại Đại Hàn Dân Quốc, Lee Lim đi tới quán trà sữa của Nazi. Hắn bắt đầu tiếp cận người bên cạnh Tae-eun, mục tiêu tiếp theo là nhắm vào Shin-jae. Khi rời khỏi quán trà sữa, sấm chớp xuất hiện trên bầu trời. Một cậu bé đâm vào Lee Lim, nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện vết thương tương tự như Lee Gun. Điều này khiến đứa trẻ sợ hãi, Eun sắp chạy đến an ủi đứa trẻ, đi ngang qua Lee Lim. Quận công Bu-jong nói với Thượng Cung Nô, Lee Lim thực sự vẫn còn sống. Hắn đang sống ở một nơi nào đó. Thượng Cung Nô nghe xong vô cùng kinh hãi. Bên phía Đại Hàn Dân Quốc lại xảy ra vụ án mạng, người chết là một cô gái 26 tuổi tên Ha Eun Mi. Bạn cùng phòng của nạn nhân tên Trang Jeon Ji là người báo án, mà Jeon Ji chính là một cảnh vệ hoàng gia trong thế giới song song. Sau đó, Jeon Ji được đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Cô ấy nói mỗi khi bạn trai của nạn nhân đến chơi, cô sẽ ra ngoài khoảng một tiếng, thường là đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Sau đó nói về bạn trai của nạn nhân, anh ta tên là Park Chung-woo, biến mất sau vụ án, có thể là sợ tội bỏ trốn. Shin-jae đã đi đến cửa hàng tiện lợi để xác nhận Jeon Ji đã ở đây vào lúc xảy ra vụ án. Ki-ung-mu theo dõi Shin-jae, giả vờ ngồi đọc báo bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Tae-eun đến quán trà sữa, ngạc nhiên khi thấy Na-ji cắt cùng một kiểu tóc với Sung-a ở thế giới song song. Cô hỏi Na-ji nếu như có một thế giới khác và ở đó có một người giống y hệt cô ấy, nếu cô gặp người đó thì sẽ cảm thấy như thế nào? Na-ji liền nói đương nhiên mình sẽ giết chết đối phương. Quy luật của vũ trụ chính là nhất định có một người phải biến mất. Nếu cả hai cùng tồn tại, có thể gây ra sự nhầm lẫn. Không ai có thể phá vỡ sự cân bằng của thế giới. Tae-eun nghe xong, lo lắng cho vận mệnh của mọi người. Bên này Lee Gun cưỡi bạch mã phi vào rừng trúc, nhìn thấy Do Trong đã chờ đợi từ lâu. Anh cầu xin bệ hạ đừng bị Tae-eun mê hoặc nữa. Cô ấy căn bản là tội phạm bị truy nã tên Luna, trộm cắp bạo lực là rất xấu. Lee Gun không giải thích quá nhiều, trực tiếp đưa theo anh ta đi tới trước cửa đá đến Đại Hàn Dân Quốc. Chủ tịch Park đưa con trai đến phòng nhuộm của Lee Lim, cung kính chào hỏi hắn. Đứa con kiêu ngạo nhìn không quen sự phục tùng của bố mình. Thật ra đây không phải là bố ruột của anh ta, mà là thế thân từ Đại Hàn Đế quốc tới. Chủ tịch Park thực sự đã bị Lee Lim sát hại. Đúng lúc này thời gian dừng lại, Lee Lim biết Lee Gun lại xuất cung. Hắn rất tò mò lý do tại sao anh thường xuyên đến đây. Thời gian trở lại bình thường, hai thế giới một lần nữa ảnh hưởng đến nhau. Lúc này người con trai của chủ tịch Park kiêu ngạo lớn tiếng với Lee Lim, nhưng hắn chợt kinh ngạc ngã ngửa vì nhìn thấy một người giống hệt mình. Đó chính là con trai ruột của chủ tịch Park đến từ Đại Hàn Đế quốc. Chủ tịch Park cảm ơn ân đức của Lee Lim. Ki-ung-mu cũng cầm dao đâm chết người con trai kiêu ngạo kia. Sau đó, trên TV cũng có tin tức chủ tịch Park rút lui để con trai Park Byung-woo thừa kế sự nghiệp. Một chủ cửa hàng nhìn thấy tin tức, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm phức tạp. Tae-eun tan làm về nhà, nhìn thấy Lee Gun đang chờ ở cửa. Cô kích động chạy đến ôm chặt lấy anh. Cô cũng gặp được Do Trong trong võ quán. Do Trong nhìn quanh bốn phía, quan sát kỹ ảnh gia đình và giấy khen của Tae-eun. Biết rằng cô ấy không phải là Luna,
Tê Ưn không ngờ lúc này Ưn Sáp đột nhiên đi tới võ quán, hai người mặt đối mặt giật mình nhìn nhau. Sau khi giới thiệu một chút, Ưn Sáp nhìn Do Trong giống mình như đúc, tự hỏi thì ra mình đẹp trai như vậy sao. Sau đó, mấy người đi tới nhà của Ưn Sáp. Do Trong xác nhận an toàn rồi báo cáo với Lee Gun, ghét bỏ nhìn Ưn Sáp ở một bên. Ưn Sáp khó chịu nói, thật ra mình cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm của Lee Gun. Do Trong thương tâm nhìn về phía Lee Gun, Lee Gun vội vàng giải thích, tất cả mọi thứ là một sự hiểu lầm. Tê Ưn mua đồ về, đưa ra quy định Do Trong và Ưn Sáp không thể đồng thời ra ngoài. Ban ngày Ưn Sáp ra ngoài, buổi tối là Do Trong. Lee Gun nắm tay Tê Ưn ra ngoài hẹn hò. Trước khi đi cảnh cáo Do Trong không được giết chết Ưn Sáp, Lee Gun và Tê Ưn đến tiệm gà rán. Tê Ưn tặng anh một chiếc điện thoại mới, khiến anh rất vui vẻ, lập tức gọi cho cô. Hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Lee Gun nói mình đã muốn ở bên cô như thế này từ lâu, trải nghiệm cuộc sống hàng ngày khác nhau. Một đĩa gà rán lớn được bưng lên bàn. Khi Tê Ưn muốn thử độc cho anh, nhưng anh cầm tay cô bảo không cần. Việc thử độc không phải là cuộc sống hàng ngày của người bình thường. Anh muốn rút ngắn khoảng cách với cô. Nói xong, hai người vừa nắm tay nhau vừa ăn. Sau khi ăn xong, Tê Ưn lại dựa vào tài thiện xạ siêu phàm của mình, giúp Lee Gun giành được gấu bông siêu to. Hai người đi dạo về nhà. Tê Ưn hỏi anh, có nơi nào ở phía bắc của Đại Hàn Đế Quốc được gọi là sân vận động mái vòm ca hay không? Lee Gun kinh ngạc hỏi vì sao cô biết. Tê Ưn bật đoạn ghi âm vụ án cho anh nghe, muốn hợp tác cùng nhau điều tra ở hai thế giới. Lee Gun cũng lấy ra báo cáo khám nghiệm tử thi của Lee Lim để cô lần theo dấu vân tay trên đó, điều tra thân phận của Lee Lim ở thế giới này. Muốn tìm hiểu 24 năm qua, rốt cuộc hắn đang âm mưu cái gì? Bên này, Lee Lim bảo Kyung Mu đem tiền cho viện trưởng viện dưỡng lão, nói là hóa đơn tiền điện hàng tháng này. Thấy đối phương lấy tiền rời đi, hắn ném tờ báo lên bàn. Trên đó là tin tức Tổng thống Trump sẽ đến Triều Tiên. Shin Jae ăn tối trong nhà hàng, phát hiện ai đó đang chụp lén mình. Đối phương phát hiện hành tung bại lộ, vội vã lái xe rời đi. Tê Ưn điều tra được, song trùng của Lee Lim ở thế giới này tên Lee Song Jae đã chết tại một viện dưỡng lão, là một bệnh nhân bại liệt bẩm sinh. Em trai hắn cũng đã chết vì tai nạn giao thông, cháu trai Ji Hoon bị trượt chân xuống hồ chết đuối. Nhìn thấy hình ảnh của Ji Hoon, hiểu rằng song trùng của Lee Gun ở thế giới này đã chết. Do Trong khuyên anh nên sớm trở về cung điện, đây không phải là nơi họ nên ở lại. Lee Gun nói rằng kẻ phản bội Lee Lim có lẽ vẫn chưa chết, đang lẩn trốn ở Đại Hàn Dân Quốc. Anh sẽ trở lại cung điện trong vài ngày nữa. Nhưng Do Trong cũng muốn ở lại đây để tìm tung tích của Lee Lim. Đúng lúc này, thời gian dừng lại một lần nữa. Lee Gun đoán Lee Lim cũng đang xuyên qua hai thế giới. Bất cứ khi nào ai đó đi qua, thời gian sẽ dừng lại. Lee Gun vội vàng ngồi xuống, viết gì đó vào tờ giấy bỏ vào túi Do Trong. Khi thời gian phục hồi, anh đem suy đoán của mình nói cho Do Trong. Tuy nhiên anh vẫn không biết Lee Lim đang qua bên này hay là về Đại Hàn Đế Quốc. Vì vậy, anh cần phải trở lại Đại Hàn Đế Quốc để kiểm tra. Do Trong không hoàn toàn tin những gì Lee Gun nói. Lee Gun liền bảo anh ta hãy sờ tờ giấy trong túi, nói rằng điều này là đủ để chứng minh. Cuối cùng Lee Gun ra lệnh cho Do Trong, nếu gặp Lee Lim thì phải lập tức giết ngay. Lúc này, cảnh sát ở Đại Hàn Đế Quốc gửi tin nhắn thoại cho Do Trong. Dấu vân tay trên chiếc cốc mà anh đã nhờ điều tra phù hợp với Luna. Nhưng Luna đã bị bắt và bị giam giữ trong tù nên không thể vào cung điện được. Đồng thời, thư ký Kim cũng điều tra được thông tin của Luna. Nhưng điều đáng ngờ là, Luna vừa vào tù thì đã được ra tù ngay. Sau đó, Seo Ryung nhận được một tờ báo do mẹ của cô gửi tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Triều Tiên. Nhưng đây rõ ràng là tin tức của Đại Hàn Dân Quốc, cũng là tờ báo trong tay Lee Lim lúc trước. Bây giờ nó lại được gửi đến Thủ tướng của Đại Hàn Đế Quốc. Luna bước ra khỏi tù trong bộ đồ thỏ, đang chuẩn bị châm một điếu thuốc thì Seo Ryung xuất hiện. Thuốc lá trong tay cô rơi xuống đất, tháo mũ thỏ ra và đi đến trước mặt đối phương. Seo Ryung cho rằng Luna giả vờ không biết mình, nhắc đến lần đầu tiên hai người gặp nhau tại tòa nhà KU. Nhưng Luna vẫn không thể hình dung ra, cô thiếu kiên nhẫn nói với Seo Ryung, đừng có gây rắc rối với mình. Nói xong đang muốn rời đi lại bị ngăn lại. Luna nhìn thấy chiếc vòng tay của Seo Ryung, sau đó gạt tay ra và rời đi. Seo Ryung nhìn bóng lưng Luna, khi nhìn xuống thì phát hiện chiếc vòng tay đã biến mất. Luna đeo vòng tay ăn kem, bảo đứa trẻ bàn bên mau về với mẹ. Sau đó, cô nhấc ghế lên và đập vào đầu người đàn ông đã phản bội mình. Dùng con trai hắn để uy hiếp hắn trả lại tiền cho mình. Người đàn ông vội vàng đồng ý, sẽ đưa 20 triệu cộng với lãi suất đúng hẹn, cầu xin cô không làm tổn thương đứa trẻ. Giải quyết xong người đàn ông, Luna đến chỗ một cậu bé, lấy chìa khóa xe tải của mình. Bên này, Tê Ưn đến viện dưỡng lão để điều tra về Lee Song Jae. Nhưng được biết tài liệu năm đó đã mất hết rồi, hệ thống nhân viên cũng đã thay đổi 3 lần. Chỉ có viện trưởng và người quản lý biết chuyện gì đã xảy ra 20 năm trước. Nhưng viện trưởng hầu như đều ở nước ngoài, mà người quản lý thì rất kín miệng. Còn bảo Tê Ưn mang theo lệnh khám xét đến. Khi Tê Ưn rời đi, đi ngang qua người phụ nữ mang thai, cô ta đang nghe tin tức trong điện thoại. Người phụ nữ vừa nghe, vừa trang điểm ăn mặc như Ji Dung, vợ của người thừa kế tập đoàn KU trong Đại Hàn Đế Quốc. Cô thay đồ và ngắm mình trong gương, thì thầm với đứa con trong bụng, cùng mẹ đến nơi tốt đẹp đi. Hóa ra,
Li Lim muốn dùng cô ta để thay thế Di Dung ở Đại Hàn Đế Quốc. Phía bên kia, Seo Ryung vẫn đang băn khoăn tại sao Luna không biết mình. Lúc này mẹ cô gọi tới, nói về cơn ác mộng đêm qua, nhắc nhở cô ấy coi chừng mất đồ. Cô cũng nhắc đến tờ báo mà mẹ đã gửi, nhưng người mẹ hoàn toàn không biết gì về vấn đề này. Sau khi cúp máy, người mẹ đứng dậy, nhìn thấy Li Lim đứng trước cửa hàng. Hắn muốn lấy lại chiếc ô để quên ở đây, bà ấy đứng dậy và lấy nó cho hắn. Kết quả khám nghiệm của Ha Eun Mi đã có, đoán rằng hung thủ là Jeon Ji. Bởi vì bạn trai Park Chung-gu không có đủ thời gian gây án. Nhưng để đảm bảo, Shin Che vẫn đề nghị bắt giữ Park Chung-gu đã bỏ trốn trước. Buổi tối, Tae-eun và cảnh sát Trang ngồi theo dõi Park Chung-gu. Chờ hắn đi ra, hai người hợp lực bắt lấy hắn. Cũng thông báo cho Shin Che Park rằng hắn đã bị bắt, nhanh chóng trở lại đồn cảnh sát để thẩm vấn. Lúc này Shin Che đang ăn tối với mẹ. Người mẹ nói khi còn nhỏ, anh thường xuyên ốm đau. Khi anh tỉnh lại, thì bố anh lại bị bắt vào tù vì phạm tội. Vì vậy bà mới thử vận may, không ngờ lại đắm chìm vào nó. Shin Che cũng nói lúc đó khi anh tỉnh dậy trong bệnh viện, ngửi thấy mùi thơm trên người mẹ. Đó là lần đầu tiên anh biết, thì ra một người có thể có mùi thơm như vậy. Sau đó, anh nhớ lại thời thơ ấu của mình, nhìn vào ảnh một gia đình ba người trong album. Cũng nhìn về phía chính mình trong gương, nhếch miệng nở nụ cười. Người mẹ hối hận vì những năm tháng cờ bạc tệ hại, nói đối với mẹ, con là đứa trẻ kỳ tích. Chuyển cảnh, người mẹ đến hiệu sách của Li Lim, mở một cuốn sách trên kệ. Bên trong phòng bì đầy các bức ảnh của Shin Che, bà rơi nước mắt ngồi xuống khóc. Hôm sau trong đồn cảnh sát, Park Chung-gu khai khi đến phòng đã thấy bạn gái chết rồi. Anh ta chỉ xác nhận xem cô ấy có còn sống hay không. Tay dính máu mới hoảng sợ bỏ chạy. Shin Che nhìn vào màn hình, nghi ngờ Jeon Ji là hung thủ. Hôm đó cô ta đọc kịch bản trong cửa hàng tiện lợi. Vụ án giết người xuất hiện trong kịch bản giống hệt vụ án này, cùng một thủ đoạn phạm tội. Đúng lúc này, Jeon Ji gọi điện đến đầu thú. Cô ta nói chỉ vì ghét nạn nhân nên mới giết. Sau đó, Jeon Ji bị tống vào tù, Park Chung-gu được thả ra. Hắn vô tình nói rằng Jeon Ji có hai điện thoại. Tae-eun nghĩ về vụ án mạng xảy ra lần trước, nghi phạm cũng có hai điện thoại. Vì vậy liền hỏi có phải trong đó có một cái là điện thoại 2G hay không. Nhưng hắn nói mình không biết. Hôm nay, Ki Ung Mu vào tù thăm Jeon Ji, yêu cầu cô ta giao nộp điện thoại. Nhưng Jeon Ji kín miệng không nói ra, chỉ yêu cầu đối phương đưa mình ra khỏi tù. Nếu không cô ta sẽ đưa điện thoại cho cảnh sát. Mà lý do Jeon Ji giết người chính là vì nạn nhân đã nghe thấy nội dung trong điện thoại 2G. Ki Ung Mu uy hiếp cô ta, nếu không nhanh chóng nói ra giấu điện thoại ở đâu thì kết cục tự mình hiểu. Jeon Ji sợ đến mức chân mềm nhũn ngồi xuống đất. Bên này, Lee Hoon dẫn Do Chong đến một nhà hàng. Không ngờ vừa ngồi xuống, chủ nhà hàng nhìn thấy anh liền theo bản năng cung kính cúi đầu, nhỏ giọng hét lên bệ hạ. Bộ dáng luống cuống tay chân, Lee Hoon nhìn thấy vậy, lập tức rời khỏi nhà hàng, sau đó lệnh cho Do Chong giám sát chủ nhà hàng. Nếu hắn thực sự là người của Đại Hàn Đế Quốc, nhất định sẽ chạy trốn, đến lúc đó bắt hắn lại hỏi chi tiết. Đồng thời, quận công Bu Dong lấy ra một chiếc khăn tay, bên trong có một chiếc nhẫn. Ban đêm, chủ nhà hàng muốn bỏ trốn thì bị Do Chong bắt được. Cũng phát hiện một chiếc điện thoại 2G trên người hắn. Sau khi thẩm vấn, xác nhận hắn thực sự là người của Đại Hàn Đế Quốc. Nhưng trong điện thoại của hắn không lưu bất kỳ số nào. Lee Hoon suy đoán đây là một chiếc điện thoại tử thần, là công cụ mà Li Lim sử dụng để ra lệnh tử. Tae-eun nói với Lee Hoon về kết quả điều tra. Lee Song Che, song trùng của Li Lim thực sự bị bại liệt, cả em trai và cháu trai của ông ta cũng đã chết. Chỉ có em dâu còn sống, đó chính là bà Song. Shin Che biết được Tae-eun lén điều tra một người đã chết 25 năm trước, liền mở tài liệu ra xem những bức ảnh thời thơ ấu của Ji-hun. Sau khi đọc tài liệu điều tra, anh đã đến nơi đặt cho cốt của Ji-hun. Trong đầu hiện lên tin tức của Đại Hàn Đế Quốc, hình ảnh cậu bé Lee Hoon đang để tang cha. Khi rời đi, anh tình cờ gặp bà Song. Sau đó, bà Song đã theo dõi Shin Che đến đồn cảnh sát. Ngạc nhiên khi có người đến thăm con trai mình, Eun sắp lén mặc áo khoác của Do Chong đến sở cảnh sát. Từ trong túi phát hiện điện thoại của Do Chong. Ảnh nên chính là ảnh chụp chung với Lee Hoon. Đúng lúc này Shin Che đi đến, bắt Eun sắp giao điện thoại ra. Anh nhìn thấy trang phục trên màn hình có chút quen thuộc, nhưng nó không thuộc về Đại Hàn Dân Quốc. Liền ép buộc Eun sắp nói ra nơi Lee Hoon đang ở. Bên này, Seo Ryung một lần nữa nhận được một tờ báo từ mẹ của mình. Lần này cô nghiêm túc đọc báo, trên đó có tin tức về một trận đấu bóng chày. Cô kinh ngạc phát hiện ở hàng ghế khán giả có một người phụ nữ có ngoại hình giống hệt mình. Shin Che lén đến phòng khách sạn của Lee Hoon, lục được một tài liệu có in hình năm cánh hoa. Do Chong đột nhiên xuất hiện bắt được anh, Lee Hoon trở về, vội ngăn cản hai người đánh nhau. Anh nói sự thật với Shin Che, mình đến từ một thế giới khác. Shin Che dựa vào ký ức thời thơ ấu, nói ra cái tên Lee Hoon. Cũng nói mình đã xem tin tức hồi nhỏ Lee Hoon khóc tang. Lee Hoon liền xác nhận Shin Che là người Đại Hàn Đế Quốc. Xem ra những người từ thế giới song song đến đây nhiều hơn anh nghĩ. Hôm sau, Lee Hoon đưa Eun sắp đi ăn sáng. Nói muốn anh ta đóng giả Do Chong trở về Đại Hàn Đế Quốc. Lúc đó, Eun sắp sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm chân chính. Eun sắp vô cùng vui mừng, lập tức tuyên thệ trung thành. Bên này, người mẹ mang thức ăn cho Seo Ryung. Cô hỏi lại mẹ mình, phát hiện bà không hề gửi cho mình mấy tờ báo kia.
Hai mẹ con nói chuyện, người mẹ hỏi cô, Lilim đã chết có con riêng hay không? Vài ngày trước, một người đàn ông đến cửa hàng để lấy ô, có khuôn mặt giống hệt như Lilim. Sao Ryung nghe xong bảo mẹ không được nói ra ngoài. Nếu tin này phát ra từ miệng của mẹ con sẽ tiêu đời. Sau đó cô trở lại phòng và đọc lại tờ báo. Suy nghĩ về những gì mẹ nói và bản thân trên báo, nội tâm có chút bất an. Xin chê đến khách sạn của Lee Gun. Anh nhớ về mẹ mình khi còn nhỏ, bà ấy đã bỏ anh lại trên đường rồi rời đi. Khi anh quay lại, thì nhìn thấy tin tức Lee Gun đang khóc tang trên TV. Hai bên đường tung bay lá cờ có biểu tượng hoa năm cánh. Lee Gun chắc chắn, Xin chê cũng là người từ Đại Hàn Đế Quốc đến đây. Nhưng Xin chê không tin vào những gì anh nói, bảo anh hãy biến về thế giới của mình đi. Nói xong thẫn thờ bỏ đi, Lee Gun đoán Xin chê đã được đưa đến Đại Hàn Dân Quốc từ khi còn rất nhỏ. Có lẽ những gì Lee Lim cần là kiểm soát bố mẹ của Xin chê. Xin chê đến tìm Tae-eun, biết được cô đã biết tất cả từ lâu. Hơn nữa còn tin tưởng vô điều kiện vào lời nói của Lee Gun thì tức giận rời đi. Trên đường anh nhớ lại khi còn nhỏ, vì mãi không thấy mẹ quay về nên anh ngồi bên đường và khóc. Lúc đó Lee Lim xuất hiện, đưa anh đến Đại Hàn Dân Quốc. Khi anh thức dậy thì nhìn thấy mẹ mình. Có lẽ anh chỉ là không muốn thừa nhận sự thật bị mẹ bỏ rơi. Thời gian một lần nữa đứng yên, Lee Lim trở về Đại Hàn Dân Quốc. Ki Ung Mu báo cáo với hắn rằng Jeon Ji đã bị bắt vào tù và chủ nhà hàng Kim Ki Hwan đã biến mất. Lee Lim liền gọi cho Kim Ki Hwan, người bắt máy chính là Lee Gun. Anh đọc lại những câu được viết trên tứ dần kiếm và cũng thông báo cho hắn biết mình đã biết hắn đang ở Đại Hàn Dân Quốc. Seo Ri Ung đến nhà tù để gặp chồng cũ, chủ tịch Cho Min Hwan của tập đoàn KU. Từ nhỏ cô đã rất có tham vọng, từ người dẫn chương trình đến con dâu nhà tài phiệt và bây giờ là thủ tướng. Mục tiêu cuối cùng của cô là trở thành hoàng hậu, bởi vì hoàng hậu không có nhiệm kỳ. Seo Ri Ung nói trong tay mình vẫn có băng nghe trộm, là bằng chứng về tội ác của chủ tịch Cho. Cô muốn hắn giúp mình điều tra ai đã bí mật gửi báo cho mình. Và về vụ mưu phản 25 năm trước, chủ tịch Cho bất lực đồng ý. Suy cho cùng, ngoài việc theo dõi chồng cũ 24/24, Seo Ri Ung còn dám nghe lén chuyện hoàng thất. Tae-eun nói với Lee Gun về vụ giết người gần đây. Lee Gun nhìn người chết trong bức ảnh, giống như người chăn ngựa ở Đại Hàn Đế Quốc. Anh chuẩn bị trở về để điều tra, cũng sắp xếp cho Do Trong ở lại đây. Một khi tai nạn xảy ra, chỉ có Do Trong mới có thể giết chết Lee Lim ở Đại Hàn Dân Quốc, bởi vì anh ấy không tồn tại ở nơi này. Sau đó, Lee Gun đưa Eun Sap và Kim Ki Hwan trở về Đại Hàn Đế Quốc, giao cho đội phó sốc một nhiệm vụ tối mật. Trước tiên bố trí thuộc hạ phong tỏa rừng trúc. Bất cứ ai xuất hiện trong rừng trúc đều phải bắt lại, tập trung vào những người ở độ tuổi 70. Thứ hai, tập hợp băng an ninh quanh địa điểm các sự kiện anh đã đến trong năm qua. Sau đó anh đến trường đua ngựa, ra lệnh nhốt người chăn ngựa lại. Không được liên lạc với thế giới bên ngoài, Xin Chê liên tục xin nghỉ phép đến hộp đêm uống rượu. Hắc lão đại lại muốn nhân cơ hội mua chuộc anh. Nhưng Xin Chê thấy túi tiền lớn mà không động tâm. Vì không có nơi để đi, anh yêu cầu ở lại đây vài ngày. Hắc lão đại hảo tâm gọi cho anh một đĩa đậu phộng, sau đó cầm túi tiền rời đi. Thiên tài toán học Lee Gun cố gắng để bẻ khóa mật khẩu máy tính của Do Trong, nhưng làm thế nào cũng không được, mà Eun Sap học theo bộ dáng của Do Trong, đứng ở một bên bảo vệ. Ở Đại Hàn Dân Quốc, Do Trong nhờ Tae-eun giúp bán con bò vàng. Anh cần tiền để làm những việc mình cần ở đây. Đầu tiên là đi thi bằng lái xe, giúp Eun Sap thi trượt nhiều lần lấy bằng lái. Sau khi kết thúc công việc, Lee Gun vẫn chưa bẻ khóa thành công mật khẩu máy tính của Do Trong. Eun Sap xung phong để mình làm, không ngờ chớp mắt đã mở thành công. Lee Gun nhìn vào màn hình năm 2019 trên máy tính. Bên trong đều là video liên quan đến Tae-eun. Sau khi xem từng cái một, phát hiện Tae-eun lúc đó đi ngang qua một cậu bé. Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Đồng thời trong video và thực tế có sấm sét chớp nháy, bả vai Lee Gun lập tức đau đớn. Anh phát hiện ra manh mối, đoạn video được quay trước cửa hiệu sách Hê-song ngày 27 tháng 5 năm 2022. Mà hôm đó Tae-eun không phải mặc bộ quần áo này. Lee Gun bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh lập tức ra lệnh điều tra hiệu sách Hê-song, nhưng lại không tìm thấy hiệu sách nào như vậy ở Đại Hàn Đế Quốc. Suy nghĩ một lát, anh đoán hiệu sách đó có thể thuộc về Đại Hàn Dân Quốc. Quận công Bu Jong tình cờ đi ngang qua hiệu sách dưới trướng Lee Lim, muốn mua sách về y tế. Thuộc hạ nhận ra quận công Bu Jong, lấy lý do không có sách liên quan rồi đuổi đối phương đi. Thời gian lại dừng lại vào ngày đầu năm mới 2020. Lee Gun đoán Lee Lim đã trở lại Đại Hàn Đế Quốc, liền cưỡi bạch mã ra đường, tìm kiếm bóng dáng của đối phương ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, hai người đi lướt qua nhau và nhận ra đối phương. Hóa ra khi kiểm tra video giám sát, Lee Gun nghĩ đến những gì Tae-eun nói. Dòng thời gian sẽ chậm lại ở nơi giao thoa của hai thế giới. Hiểu được Lee Lim có thể vẫn giữ nguyên dung mạo ban đầu. Hắn ở lại nơi giao nhau giữa hai thế giới, đạt được cái gọi là cuộc sống vĩnh cửu. Xin chê ăn ở một quầy hàng bên đường, nhớ lại cảnh ăn cùng với Tae-eun. Lúc này Tae-eun đi đến, nói mình đã mai phục ở đây vài ngày, cuối cùng cũng thấy anh xuất hiện. Sau đó, cô mời anh cùng tham gia truy bắt tội phạm xuyên hai thế giới. Nhưng Xin Chê vẫn không muốn thừa nhận sự thật, bảo cô bớt ảo tưởng đi. Thông qua video giám sát, Lee Gun phát hiện dung mạo của Lee Lim vẫn không thay đổi,
đoán rằng hắn đang trốn ở giao lộ của hai thế giới để trì hoãn sự lão hóa. Vì vậy, anh liền cưỡi ngựa đến nơi đó, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy Lilin. Anh định đến Đại Hàn Dân Quốc để gọi điện thoại cho Tiên. Không ngờ sau khi đến, thấy cô đang đợi bên ngoài rừng trúc. Sau một cái ôm ngắn ngủi giữa hai người, Li Gun lại trở về Đại Hàn Đế Quốc. Tiên hẹn Do Trong đi ăn cơm, nói mấy ngày nữa gia đình Ưn sắp sẽ đến thăm. Cô lo lắng anh không ứng phó được với hai em sinh đôi. Do Trong tràn đầy tự tin rằng sự quyến rũ của mình có thể chinh phục được những đứa trẻ. Sau đó, người mẹ mặc hanbok cho Do Trong. Em gái nhìn qua, có thể biết Do Trong không phải anh trai mình. Rõ ràng là anh đẹp trai hơn Ưn sắp nhiều. Em trai lục được khẩu súng của Do Trong, liền mang ra chơi đùa, khiến anh sợ tới mức vội vàng xông lên đoạt lại, nói dối mẹ là một kỷ niệm xuất ngũ. Trước khi đi, em gái đã cảnh cáo anh, nói mình sẽ quan sát nhất cử nhất động của anh sau lưng. Đội của Tae Eun làm nhiệm vụ vào đêm giao thừa. Shin Jae trở về, bày tỏ đồng ý hợp tác điều tra với Tae Eun. Đêm giao thừa, Lee Gun đã có bài phát biểu năm mới trên sân khấu. Seo Ryung nhìn Lee Gun đẹp trai, nhớ tới lời Thượng Cung Nô. Cô đã cố gắng hỏi Thượng Cung Nô về hình mẫu lý tưởng của Lee Jeon, muốn ngồi vào vị trí hoàng hậu trong nhiệm kỳ cuối cùng của mình. Nhưng bà ấy nói mình sẽ không giúp đỡ, bởi vì bệ hạ chưa từng tỏ ra thích cô ta. Sau khi hoàn thành bài phát biểu, Lee Gun đến đồn cảnh sát, hỏi lý do tại sao Luna đã được thả ra sớm. Cảnh sát giải thích rằng cô bị bệnh nan y sắp chết. Lee Gun yêu cầu cảnh sát điều tra vị trí của Luna, anh muốn gặp cô ấy. Ngay sau đó, cảnh sát cũng tra được thông tin cơ bản của Kim Ki Hwan, xác nhận hắn là dư đảng của nghịch tặc, nhưng hắn đã tự tử chết khi bị truy nã nhiều năm trước. Thời gian giao thừa lại dừng lại, Lee Gun bấm ngón tay tính toán, đoán rằng Lilim trở về Đại Hàn Đế Quốc. Lập tức cưỡi ngựa đến rừng trúc, nhưng đội phó sốc báo cáo không có ai đi ngang qua đây. Lee Gun nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề quan trọng. Lối vào hai người xuyên qua thế giới song song không giống nhau, anh ta sẽ dẫn con rắn ra khỏi hang. Sau đó, anh lập tức lệnh cho Sung A đang hoạt động cá nhân của mình lên SNS, dụ dỗ Lilim tới. Nhận được tin tức, dân chúng tập hợp tại quảng trường chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của bệ hạ. Lúc này, Lee Gun và nghịch tặc Lilim lướt qua nhau. Anh lập tức ra lệnh bắt giữ hắn lại. Dân chúng thấy vậy chạy tán loạn. Thuộc hạ của Lilim bắt người qua đường làm con tin. Hiện trường thật hỗn loạn. Để bảo vệ sự an toàn của dân chúng, Lee Gun cấm đội cận vệ nổ súng. Thuộc hạ của Lilim nổ súng vào Lee Gun. Ưn sắp xông tới giúp anh đỡ viên đạn. Lilim xoay người rời đi. Thuộc hạ giết chết con tin rồi đi theo. Để ngăn chặn loạn đảng làm hại nhiều người dân hơn, Lee Gun cũng không hạ lệnh truy sát chúng, mà ra lệnh chú ý động thái trên mạng. Nếu có cư dân mạng đăng video về cảnh này thì phải lập tức xóa đi. Lilim đến đường hầm bị bỏ hoang và vụ án liên quan đến đường hầm này có liên quan đến chủ tịch Cho. Bên trong đường hầm, thuộc hạ nói với hắn việc quận công Bu Dong tình cờ đến hiệu sách. Bên này, Do Trong âm thầm điều tra bối cảnh của Shin Jae, tìm thấy nơi ở của mẹ anh ta. Anh phát hiện bà ấy có diện mạo giống với một công dân của Đại Hàn Đế Quốc. Tae-eun và Shin Jae đến tìm Do Trong để thảo luận tình tiết vụ án. Ưu tiên hàng đầu đó là tìm ra điện thoại 2G của Dân Di. Sau đó, Shin Jae và Tae-eun đến tìm Dân Di. Cô dùng một cái điện thoại 2G để lừa Dân Di, nói dối đó là điện thoại của cô ta mà mình tìm được. Cô ý dẫn dắt Dân Di nói ra sự thật. Sau khi ra ngoài, Shin Jae nhìn thấy người của Lilim lái xe rời khỏi trại tạm giam. Nhớ lại chiếc xe này đã từng theo dõi mình, vội vàng ghi lại biển số xe. Quay lại đồn cảnh sát để kiểm tra chi tiết chiếc xe. Tra ra được chiếc xe không được đăng ký, chủ xe thì đã mất tích. Không tìm được thông tin nào hữu ích cả. Sau đó, hai người nói về chuyện của Đại Hàn Đế Quốc. Tae-eun nói nơi đó không bị chia cắt, xe lửa có thể đi thẳng đến Bình Nhưỡng. Đồn cảnh sát ở đó cũng có cùng một người, nhưng ở đó cô không tìm thấy Shin Jae. Shin Jae nói với cô, không tìm thấy vì anh đã đến nơi này. Sau đó, anh dẫn Tae-eun đến trước mộ của Ji-hun, đem thân thế của mình nói rõ cho cô biết. Anh thực ra là người của Đại Hàn Đế Quốc. Tae-eun bước tới ôm lấy anh để an ủi. Lee Gun trở lại cung, Thượng Cung Nô vô cùng lo lắng. Lee Gun giải thích, Lilim vẫn giữ được vẻ ngoài của 25 năm trước. Nếu người dân biết tin nghịch tặc trở về, anh không biết làm thế nào để giải thích với mọi người. Lý do tại sao hắn còn trẻ mãi như vậy. Đến lúc đó chỉ càng thêm hỗn loạn, vì vậy phải bí mật giải quyết hắn. Lúc này Seo Ryung gọi điện thoại tới, hỏi người đó là nghịch tặc Lilim hay là dư đảng của hắn. Lee Gun nói như lịch sử ghi lại, nghịch tặc Lilim đã bị giết 25 năm trước. Kẻ xuất hiện hôm nay là dư đảng của hắn. Sau đó anh cúp máy và nói với thư ký Mo, bảo cô ấy tổ chức một cuộc họp báo theo những gì anh vừa nói. Làm rõ hoàng đế chỉ là đang truy tìm dư đảng của nghịch tặc Lilim trên quảng trường. Các nghị viên đến nhà quận công Bu Dong, bảo ông ra mặt bình ổn dư luận xôn xao gần đây. Quận công Bu Dong tức giận khiển trách bọn họ, hoàng thất không được can thiệp vào chính trị, muốn đuổi họ đi. Lúc này Lee Gun lại tới, quận công Bu Dong vội vàng giải thích với anh, mình không hề có lòng riêng, là bọn họ tự ý đến. Lee Gun tin lời ông ấy, nói mục đích mình đến đây là vì Lilim vẫn còn sống. Anh sẽ đích thân đi săn lùng Lilim, anh mong quận công Bu Dong nhất định phải được an toàn. Trong trường hợp có gì xảy ra với anh, đất nước sẽ giao lại cho ông ấy.
bên này Seo Ryung đến gặp chủ tịch Cho, muốn lợi dụng sức mạnh của hắn, lấy được video giám sát tại quảng trường vào đêm giao thừa. Đổi lại cô hứa sẽ giúp hắn sớm được ra tù. Chủ tịch Cho lập tức đồng ý, Lee Lim đến phòng của quận công Bu Jong. Lính canh bên ngoài đã sớm bị hắn giải quyết hết. Lee Lim cầm lấy chiếc nhẫn vốn thuộc về hoàng đế, đeo nó lên tay mình. Sau đó xông đến quận công Bu Jong, tuyên bố nhất định sẽ giải quyết Lee Gun để lấy lại cây sao thần. Chờ khi hắn có được cây sáo hoàn chỉnh, nói không chừng có thể mở ra cánh cửa của các thế giới khác. Nhưng hiện tại hắn muốn Lee Gun trải qua nỗi đau mất đi người quan trọng nhất xung quanh. Nói xong đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của quận công Bu Jong đã chết. Khi rời đi, hắn gặp cậu bé ở hiệu sách. Nhìn thấy những vết máu trên mặt Lee Lim, cậu bé không hề cảm thấy sợ hãi. Lee Lim tò mò tại sao cậu bé không sợ mình và hỏi về cuốn sách cậu bé đang đọc. Cậu bé trả lời là câu chuyện về vua Arthur có dòng máu danh giá, rút kiếm và trở thành vua. Lee Lim lại cho rằng không phải có dòng máu danh giá mà phải giỏi dùng kiếm mới có thể rút kiếm ra. Bên này do trong nói chuyện với Tae-eun, Lee Gun là vua của một quốc gia, không thể rời khỏi Đại Hàn Đế Quốc. Anh hỏi Tae-eun liệu có thể từ bỏ tất cả mọi thứ ở Đại Hàn Dân Quốc, theo Lee Gun đến Đại Hàn Đế Quốc làm hoàng hậu hay không? Giữ bí mật của thế giới song song suốt đời, Tae-eun không trả lời. Trong khi đó, Lee Gun nhận được tin quận công Bu Jong qua đời. Người thân duy nhất của anh đã qua đời, trái tim anh đau như bị dao cắt. Chỉ muốn được an ủi từ người phụ nữ mình yêu. Anh đến bên cửa sổ nhà Tae-eun và tặng cô một bó hoa. Nói với cô anh yêu em, sau đó hôn cô rồi biến mất. Tae-eun sợ nụ hôn này là nụ hôn tạm biệt, ngồi xuống khóc nức nở. Cảnh sát mang theo mệnh lệnh hoàng gia đuổi theo Luna, lại bị xe tải chạy tới đâm trúng. Luna nhìn lại, cũng bị chiếc xe tông ngã xuống đất. Khi cô tỉnh lại và gặp Lee Lim, hắn nói về thân thế của cô. Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên trong khu ổ chuột. Không những vậy còn bị bệnh sắp chết, hỏi cô không thấy sự bất công của số phận hay sao. Sau đó, hắn ném cho cô thẻ cảnh sát và ảnh gia đình của Tae-eun, muốn ban cho cô một cuộc sống mới. Luna nhìn thấy thẻ cảnh sát trên mặt đất, nghĩ tới lúc trước Seo Ryung nhận nhầm người. Luna thầm nghĩ mà tức giận, cùng một diện mạo, vậy mà đối phương lại có đủ mọi thứ. Buổi tối Luna đến tìm cậu bé ở hiệu sách, để lại tất cả mọi thứ của mình cho cậu bé. Lần này, cô định ăn cắp cuộc sống của người khác. Khi rời đi, cô nhìn thấy sợi dây buộc màu đỏ trên Jojo sắp đứt, bảo cậu bé hãy quấn nó lại. Tại tang lễ của quận công Bu Jong, Seo Ryung nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Lee Gun thì không nhịn được cười. Thư ký Kim ở một bên vội vàng nhắc nhở. Đám tang kết thúc, Seo Ryung nhận được những tấm ảnh do chủ tịch Cho gửi tới. Nhìn thấy Lee Lim trong ảnh, cô vô cùng kinh ngạc, nghĩ đến mẹ mình từng nói đã gặp Lee Lim. Sau đó, cô lấy ra tờ báo của Đại Hàn Dân Quốc, không biết nó có liên hệ gì. Tại Đại Hàn Dân Quốc, Jeon Ji gọi điện thoại cho Kyung Mu, nói ra nơi giấu chiếc điện thoại 2G. Muốn đối phương đưa mình ra khỏi tù, hắn đáp lại chỉ cần biến thành thi thể thì sẽ được ra ngoài ngay. Bên này Tae-eun nhớ Lee Gun, đắm chìm trong ký ức về nụ hôn của anh đêm qua. Cô đột nhiên hiểu ra Lee Gun không đến từ thế giới khác mà là đến từ thời đại khác. Lúc này, cô nhận được điện thoại từ đồng nghiệp nói rằng Jeon Ji trong tù đã tự sát. Sau khi cúp máy, cô nói với Shin-che cho rằng Lee Lim đã giải quyết Jeon Ji để ngăn bọn họ điều tra. Manh mối của Jeon Ji đã bị cắt đứt, Tae-eun đề nghị đến nghĩa trang để tìm thông tin liên lạc của bà Song. Hai người đến nghĩa trang, người quản lý cho biết họ không có thông tin liên lạc của bà ấy. Shin-che có video giám sát bãi đậu xe, nhìn thấy một người phụ nữ trước mộ của Ji-hun. Suy đoán bà ta chính là bà Song, con trai cả Lee Sung-hoon của quận công Bu Jong đến thu thập di vật của cha. Hắn châm chọc Lee Gun, nói cha mình đã làm việc chăm chỉ cho Đại Hàn Đế Quốc cả đời, cuối cùng vẫn không có một cái chết tốt. Lee Gun đứng ở một bên, nhớ tới lúc trước quận công Bu Jong và Lee Sung-hoon nói chuyện. Lee Sung-hoon ở nước ngoài muốn trở về Đại Hàn Đế Quốc ăn Tết, quận công Bu Jong dứt khoát từ chối. Nói để xe chin về là được rồi, Lee Sung-hoon vô cùng tức giận, trách cha để một mình Lee Gun chiếm hết khối tài sản khổng lồ. Trở lại hiện tại, Lee Sung-hoon cho biết mình sắp chuyển về đây kế thừa cha. Hơn nữa, còn muốn làm viện trưởng bệnh viện Hoàng Thất. Lee Gun trả lời hắn vĩnh viễn không thể bước chân vào Đại Hàn Đế Quốc, càng không có khả năng kế thừa quận công Bu Jong và trở thành người thứ vị thứ hai của Hoàng đế. Thứ vị thứ hai đã do Se Chin đảm nhiệm. Về danh tính của Se Chin, đó là con trai thứ hai của quận công Bu Jong hay là cháu trai gì đó, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết đến. Lee Gun nói xong, ra lệnh cho đội cận vệ theo dõi Lee Sung-hoon trong vòng 49 ngày. Hết 49 ngày lập tức cho hắn xuất cảnh. Sau đó, đã có báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của quận công Bu Jong. Cổ bị chèn ép dẫn đến nghẹt thở. Trên thi thể còn phát hiện một chiếc nhẫn. Nhìn thấy chiếc nhẫn, Lee Gun nhớ tới hình ảnh Lee Lim đeo nhẫn tấn công mình. Hiểu được là hắn đã sát hại quận công Bu Jong, anh tức giận ném chiếc nhẫn lên không trung. Lúc này thời gian đột nhiên dừng lại, chiếc nhẫn dừng lại giữa không trung. Lee Gun lấy lại nhẫn, nói với đội phó sốc sắp tới mình sẽ xuất cung một chuyến. Đúng lúc này thư ký Mo chạy tới, nói việc anh thường vắng mặt trong cung đã bị lan truyền trên mạng. Lee Gun đoán tin này là do Seo Ryung đưa ra. Thư ký Mo nghe lệnh ngay lập tức liên lạc với cô ta, nhưng lại nhận được tin Seo Ryung đang nghỉ phép phục hồi sức khỏe. Lee Gun ra lệnh tiếp tục liên lạc. Tại Đại Hàn Dân Quốc,
Shin Jae phát hiện có người theo dõi mình, liền dụ đối phương vào một con hẻm. Thì ra là Kyung Mu, hai người đánh nhau một phen. Kyung Mu đưa cho anh một chiếc điện thoại 2G, mời anh vào đội. Vừa nói xong, một chiếc xe đâm tới, đón hắn đi mất. Shin Jae nhìn thấy biển số xe, đó là chiếc xe đã theo dõi mình. Quay lại đồn cảnh sát, Shin Jae đưa điện thoại cho Tae-eun để cô đi điều tra dấu vân tay, cũng nói về nhóm người mời anh tham gia tổ chức. Cảnh sát Trang ở một bên vừa kiểm tra vết thương của Shin Jae, vừa nghe họ nói chuyện. Lee Gun kiểm tra nhật ký của quận công Bu-jong, thư ký Mo đến và nói không thể liên lạc với Seo-ryung. Cô ta không hề ra khỏi nhà riêng, các phòng ban chính phủ cũng chỉ có thể gửi báo cáo điện tử. Hành vi của Seo-ryung hiện nay giống như lúc Lee Gun xuyên không. Anh đoán liệu cô ta có đi tới thế giới song song hay không? Nói xong, anh phát hiện quận công Bu-jong đã từng đến hiệu sách El-su ở khu ổ chuột. Lập tức ra lệnh cho đội phó sốc điều tra hiệu sách. Tae-eun đứng ở quảng trường hai người lần đầu tiên gặp nhau, nhớ tới Lee Gun. Đột nhiên một người phụ nữ trông giống Seo-ryung đi ngang qua cô. Tae-eun đuổi theo, tiến lên cẩn thận đánh giá đối phương, yêu cầu cô ấy xuất trình giấy tờ tùy thân. Sau khi xác nhận danh tính cảnh sát của Tae-eun, người phụ nữ lấy giấy tờ ra. Cô ta tên là Gun-a, đến trung tâm mua sắm để mua giày cao gót. Sau đó yêu cầu nhân viên cửa hàng vứt bỏ giày vải trước đó. Nó giống như vứt bỏ cuộc sống trước đây của mình. Tae-eun ở sau lưng lén lút ghi lại địa chỉ nhà của Eun-a. Sau đó, cô nhận được cuộc gọi của bố, rủ cô cùng đến siêu thị. Luna nhìn hình ảnh của Tae-eun trên gương, bắt chước trang phục của Tae-eun chuẩn bị thay thế cô ấy. Lúc này, Tae-eun đang luyện tập ở võ quán. Sau đó cô đi uống một ngụm nước khoáng, rồi choáng váng ngã trên mặt đất. Seo-ryung đến quán trà sữa của Na-ji, tình cờ gặp Do Chong vào cửa. Hai người im lặng không lên tiếng, nhưng rõ ràng nhận ra nhau. Do Chong tự hỏi, không biết tại sao Seo-ryung lại có thể đến được đây. Bên này, Lee Gun luận ra số lần thời gian dừng lại đã tăng lên, tăng từ 121 giây lần đầu tiên lên hơn 3.000 giây. Theo tốc độ này, thì lần thứ 62 sẽ bị dừng lại hẳn một ngày. Cuối cùng, hai thế giới song song có thể dừng lại mãi mãi. Sau đó, đội phó sốc đến đưa ra bức ảnh chủ hiệu sách El-su. Lee Gun nhận ra, người này chính là thuộc hạ của Lee Lim năm đó tham gia mưu phản. Hắn bị thương do súng bắn ở vai trái. Tiếp theo, anh đưa theo đội cận vệ đi tiêu diệt dư đảng. Chủ hiệu sách bị bắn chết, nhưng thật ra, người này là con rối được Lee Lim mang từ Đại Hàn Dân Quốc đến. Trên vai hắn không hề có vết thương do súng bắn. Lee Gun nhất thời hiểu được, Lee Lim thường xuyên trao đổi người từ hai thế giới, đánh cắp cuộc sống của nhau vì lợi ích của chính mình. Ngay lập tức lo lắng về sự an toàn của Tae-eun. Bên kia Tae-eun tỉnh lại, phát hiện mình đã bị bắt cóc. Một cậu bé đứng ngoài cửa nhìn cô. Cậu bé không ngừng chuyển đổi giữa hai thế giới để duy trì sự cân bằng. Vì có quá nhiều kẻ thù xung quanh, nói xong giúp Tae-eun cắt dây thừng. Tae-eun cầm dao xông lên chiến đấu, lấy súng bắn vào bọn chúng. Nhưng khi cô quay lại thì cậu bé đã biến mất. Tae-eun trốn khỏi nhà kho, lái xe lao ra đường chạy mất. Thấy biển báo ghi cung điện chính Busan, cô lập tức hiểu ra hiện tại mình đang ở lãnh thổ Đại Hàn Đế Quốc. Lee Lim biết được Tae-eun đã trốn thoát, tức giận giết chết tên thuộc hạ. Tae-eun dừng lại trên đường, vô cùng mệt mỏi suy sụp. Lúc này, cô nhìn thấy bốt điện thoại gần đó. Đến gần hơn, phát hiện phía trên dán tờ rơi chúc Tết bệ hạ. Cô lập tức cầm điện thoại gọi theo số điện thoại trên đó, để lại lời nhắn mình đang bị truy sát trong lãnh thổ Đại Hàn Đế Quốc. Đột nhiên một chiếc xe tải lao tới, Tae-eun nhanh nhẹn tránh né. Tài xế xuống xe bước về phía cô, Tae-eun bị thương cố gắng chống trả, hạ gục đối phương. Nhưng chưa đi được mấy bước, nghe thấy từ xa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Lúc này cô đã kiệt sức, không còn sức mạnh để chiến đấu với những kẻ xấu. Cô tuyệt vọng giơ súng lên, cố gắng cho cuộc đấu tranh cuối cùng. Đúng lúc này, tiếng còi báo động vang lên trên đường phố. Lee Gun cưỡi bạch mã dẫn theo thuộc hạ chạy tới, ra lệnh cho đội cận vệ bảo vệ Tae-eun. Thấy người yêu xuất hiện, Tae-eun cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lee Gun phá vỡ vòng vây đi tới bên cạnh Tae-eun, nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng. Bà Song bên này muốn tự sát, nhưng bị thuộc hạ của Lee Lim ngăn cản. Nữ bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cho bà ta, khiến bà ta rơi vào giấc ngủ. Hóa ra, nữ bác sĩ chính là mẹ của cậu bé tàn tật Myung Ho. Seo-ryung đến quán trà sữa của Na-ji, Do Chong đột nhiên vào cửa. Hai người nhìn nhau một lát, Do Chong làm bộ không quen biết đối phương, đi về phía Na-ji. Học theo giọng điệu nói chuyện của Eun Sap, sau khi Seo-ryung rời đi, anh hỏi mượn xe của Na-ji để bám theo cô ta. Trên đường liên hệ với Shin Jae đến hỗ trợ. Do trong nhân lúc Seo-ryung giảm tốc độ liền chặn xe của cô ta lại. Đi thẳng vào vấn đề và hỏi tại sao Thủ tướng Đại Hàn Đế Quốc lại đến đây. Seo-ryung nói rằng anh đã nhận sai người, hành vi này rất nguy hiểm. Nhưng Do trong rất tin tưởng vào cảm giác của mình. Vừa dứt lời, một chiếc xe bất ngờ lao tới. Người trên xe chẳng nói chẳng rằng nổ súng vào Do trong. Do trong ngã xuống đất không dậy nổi. Seo-ryung vội vã lái xe rời đi. Shin Jae đến chậm nhanh chóng cứu Do trong. Cũng may anh ấy đã mặc áo chống đạn trước nên chỉ bị thương nhẹ. Khi hai người trò chuyện, Do Chong nói về quá khứ với Lee Gun. Anh đã trở thành cận vệ của Lee Gun từ năm 4 tuổi. Sau khi tiên hoàng qua đời, Lee Gun mỗi đêm lo lắng sợ hãi không thể ngủ. Cảnh giác với các mối đe dọa từ mọi phía.
mà bên này Lee Hun đến phòng thí nghiệm dữ liệu lớn của cơ quan an ninh quốc gia, muốn thông qua dữ liệu lớn tra ra vị trí hiện tại của Tae-eun. Trong quá trình chờ đợi, cảnh sát gửi một video giám sát về Luna. Lee Hun nhìn người phụ nữ cầm súng trong video, nhận ra cô ấy không phải Luna mà là Tae-eun. Trái tim như bị dao cắt qua, anh nhanh chóng thông qua video tìm ra vị trí của Tae-eun, sau đó cưỡi ngựa đến cứu cô ấy. Lee Hun giết ra khỏi vòng vây, xông lên ôm lấy người yêu ngất xỉu đi về phía hoàng cung. Thuộc hạ đến báo cáo với thượng cung nô, đã tra ra nội gián trong cung. Đó là một nhân viên tên Park Soo-jin. Hai lần ra ngoài gần đây, cô ta đều tới hiệu sách Elsu. Sau khi rời hiệu sách, cô ta đã đốt một bức ảnh. Trên đó là hình ảnh Shin-jae và mẹ ăn cơm, nhưng đó không phải là Park Soo-jin thật. Park Soo-jin thật đang sống ở Pyeong-an với cái tên Min Seon-jong. Hơn nữa, Min Seon-jong đã từng bỏ rơi con trai rất lâu trước đây. Thượng cung nô tức giận xông tới căng tin nhân viên. Soo-jin dự cảm trước không ổn, nhỏ hai giọt chất độc vào súp. Thượng cung nô đi tới trước mặt Soo-jin tát cô ta một cái. Khi bà đang định hỏi về thân phận của cô ta, thì cô ta trúng độc ngã xuống đất. Thượng cung nô mạnh mẽ đe dọa các nhân viên còn lại phải giữ bí mật. Đồng thời, bảo thuộc hạ đưa bác sĩ đến cứu sống Soo-jin. Lee Hun ôm Tae-eun trở lại hoàng cung, đưa vào phòng ngủ của hoàng đế. Lúc này, thượng cung nô cũng dẫn theo bác sĩ đến chữa trị cho Tae-eun. Sau khi băng bó, Tae-eun chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, Tae-eun thức dậy và hỏi vị trí của Lee Hun. Phát hiện anh ấy đang mặc quân phục vo gạo trong bếp. Các nhân viên nhà bếp bên ngoài cửa rất ghen tị. Thượng cung nô với vẻ mặt không vui đứng ở trên cầu thang. Sau bữa ăn, Lee Hun đưa Tae-eun đi chọn quần áo. Tae-eun tình cờ phát hiện ra bộ lễ phục ở góc phòng. Nhớ lại hình ảnh Lee Hun đến từ tương lai mặc lễ phục tay cầm hoa tươi, liền hỏi anh sẽ mặc bộ đó vào dịp nào. Lee Hun nói trong thời khắc vinh quang nhất, ví dụ như khi cầm hoa. Ngụ ý là lúc tổ chức hôn lễ. Tae-eun thay quần áo thì phát hiện hộp quà giấu trong túi. Mở ra thì thấy là một sợi dây chuyền hoa 5 cánh. Cô đeo lên rồi lại tháo xuống, nói sẽ đeo nó vào giây phút vinh quang nhất. Buổi tối, hai người đến nhà kho nơi Tae-eun bị bắt cóc để điều tra. Lee Hun hỏi cô, đã bao giờ nhìn thấy Lee Lim với cái ô hắn cầm chưa? Cây sáo của Lee Lim được giấu trong một chiếc ô, mà Lee Hun thì giấu trong roi ngựa. Tae-eun nói chưa từng gặp Lee Lim, chỉ gặp thuộc hạ của hắn. Xem ra phương pháp Lee Lim xuyên qua hai thế giới, không cần sự hiện diện của hắn. Sau đó, Lee Hun dẫn cô đến thánh đường duy nhất giống nhau giữa hai thế giới. Đây cũng là nơi cha mẹ anh kết hôn. Nghe những lời anh nói, Tae-eun nghĩ về mẹ mình. Mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư khi cô mới 5 tuổi. Cho đến nay, cô vẫn còn đeo đai đen của mẹ mình. Lúc này, cha xứ của nhà thờ thỉnh an bệ hạ. Lee Hun nhờ đối phương giúp mình chụp một bức ảnh. Nhưng trước khi họ chụp, thời gian đột nhiên dừng lại. Lee Hun nhìn về phía Tae-eun, si ngốc nhìn nụ cười của cô ấy. Thời gian dừng lại ngày càng tăng, cứ tiếp tục như thế này, thời gian sẽ đứng yên mãi mãi. Lee Hun lau đi những giọt nước mắt đau lòng, ôm Tae-eun chụp ảnh. Hai người trở lại cung điện, một tiếng sấm vang lên, Lee Hun ôm lấy bả vai đau đớn. Tae-eun kinh ngạc nhìn vết nứt trên người Lee Hun. Đồng thời, những người đã từng đi qua thế giới song song cũng xuất hiện những vết nứt tương tự trên cơ thể. Nhưng quy luật tác dụng phụ không phải ai cũng có. Song trùng ở hai thế giới, nếu một người chết đi rồi thì người kia sẽ xuất hiện vết nứt. Ví dụ như Tae-eun và người phụ nữ mang thai không có. Bên này, Shin-jae vô tình đụng phải Lee Lim trên đường. Theo tiếng sấm, vết nứt trên mặt hắn như ẩn như hiện. Khi trở về nhà, Lee Lim nhìn thấy một nửa tàn thuốc lá trên mặt đất. Đoán có người lẻn vào nhà mình, từ camera giám sát, hắn phát hiện Luna đã lẻn vào để ăn cắp tiền mặt. Hơn nữa còn vẫy tay chào camera, Lee Lim tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này bà Song thừa dịp hắn không để ý, lấy chiếc bình bên cạnh và đập vào đầu hắn. Nhưng chạy được mấy bước đã bị bắt lại, Lee Lim nhặt chiếc ô lên, tức giận chất vấn bà Song. Tại sao bây giờ có những vết nứt ở khắp mọi nơi cản trở kế hoạch của hắn? Bà Song cầu xin Lee Lim hãy giết mình đi. Lee Lim đặt chiếc ô xuống, nói bà chính là mồi nhử hoàn hảo. Trong lúc quan trọng có thể dùng để khống chế Lee Hun, Lee Lim sẽ không để bà chết một cách dễ dàng. Tại Đại Hàn Đế Quốc, Ji Dung gặp Seo Ryung trong nhà hàng. Còn cố ý nói gần đây mình rất thèm ăn, cái thai có thể là con trai. Seo Ryung nhàn nhạt đáp đó là con gái, khiến đối phương khó hiểu. Ngay sau đó, Ji Dung lại nói cho cô biết tin Lee Hun đã công bố hoàng hậu. Seo Ryung vội mượn điện thoại của Ji Dung xem tin tức. Thấy có tin thủ tướng đã bị loại khỏi ứng cử viên hoàng hậu liền vội vàng đứng dậy. Trước khi đi cố ý nói chúc Ji Dung thuận lợi sinh con, nhất định phải sinh ở Đại Hàn Đế Quốc. Nghe vậy, có lẽ Seo Ryung đã biết chuyện thế giới song song, cũng biết có người sẽ tới đây thay thế cô ta. Sau đó Seo Ryung tới tìm Lee Hun, hỏi về việc chọn hoàng hậu. Đột nhiên tiếng sấm vang lên, cả hai đều cảm thấy đau đớn. Lee Hun nhìn thấy vết nứt trên cổ Seo Ryung, hiểu rằng cô ta đã đi tới Đại Hàn Dân Quốc. Hơn nữa, song trùng của cô ta là Eun A đã chết. Đến đây mọi việc càng lúc càng đáng sợ, không biết trước mặt là Seo Ryung hay là Eun A. Bên này, Thượng Cung Nô và Tae-eun cùng uống trà, nói về lai lịch của mình. Bà sinh năm 1932 tại tỉnh Hoang Hê, rời đi ở tuổi 17. Cho đến nay, đã 67 năm không nhận được thông tin gì về quê hương của mình.
Bà muốn biết chiến tranh Triều Tiên nổ ra vào tháng 6 năm 1950 có kết quả như thế nào. Nhưng lịch sử này thuộc về Đại Hàn Dân Quốc. Hóa ra, bà ấy cũng là một người đến từ Đại Hàn Dân Quốc. Năm đó bà mất đi người thân của mình trong chiến tranh. Khi bà đang thất hồn lạc phách, ông nội của Lee Gun xuất hiện, đưa theo bà đến một nơi không có chiến tranh, chính là Đại Hàn Đế Quốc. Bên này, trước sự chất vấn của Seo Ryung, Lee Gun thừa nhận Tae Eun chính là hoàng hậu tương lai. Seo Ryung ghen tị, cô ta đã từ nơi có địa vị thấp nhất leo tới chỗ hoàng đế, người có địa vị cao nhất, thế nhưng lại không chiếm được vị trí hoàng hậu. Vì vậy, cô ta chọn đứng về phía đối lập với Lee Gun, không còn trung thành với anh nữa. Trong lúc trò chuyện, đột nhiên sấm chớp vang lên, vết nứt trên cổ Seo Ryung xuất hiện. Cô ta vội vàng tạm biệt Lee Gun rời đi, lại gặp Tae Eun ở hành lang. Tae Eun thăm dò Seo Ryung, nói về việc gặp cô ta ở Đại Hàn Dân Quốc. Tò mò trước khi mua giày cao gót, cô ta đã làm gì ở đó? Seo Ryung giả vờ không biết. Hai người lướt qua nhau, theo tiếng sấm sét, Tae Eun nhìn thấy vết nứt trên cổ cô ta. Ngay lập tức nói cho Lee Gun biết. Lee Gun hiểu, mặt đối lập mà Seo Ryung nói chính là gia nhập trận doanh của Lee Lim. Pháp y khi khám nghiệm tử thi của Kim Ki Hwan, phát hiện ngực trái của hắn xuất hiện những vết sẹo bất thường giống như lửa đốt. Ở ba thi thể được khám nghiệm trước đó, cũng phát hiện những vết sẹo tương tự. Tất cả họ đều bị bỏ tù vì tội giết người thân của họ. Thói quen và hành vi của song trùng khác với cơ thể chính, mà người dễ phát hiện những chi tiết này nhất là các thành viên trong gia đình. Vì vậy, họ đã giết người thân của mình. Bên này, người áo đen chuẩn bị đánh thuốc mê Eun Sap. Thế nhưng anh đã sớm có chuẩn bị. Trước đây, Eun Sap bắt trước do trong tự mình kiểm tra phòng, phát hiện máy nghe lén trong phòng bệnh, Eun Sap và Lee Gun liên thủ bắt được người áo đen. Một lần nữa sấm sét nhấp nháy, Lee Gun cảm thấy đau đớn, nhưng Eun Sap lại không hề có phản ứng. Lee Gun bắt đầu tò mò, dấu hiệu của những kẻ đã giết chết song trùng là gì? Seo Ryung đối vết những vết nứt trên cơ thể, không rõ nên đến bác sĩ da liễu hay bác sĩ tâm lý. Cô át nhớ lại mình đã đến hiệu sách Elsu để gặp Lee Lim, biết được người phụ nữ trong tờ báo giống hệt cô ta là song trùng của cô ta ở một thế giới khác. Seo Ryung hiểu ý của Lee Lim, nếu cô từ chối hợp tác với Lee Lim, hắn sẽ để cho Eun A thay thế vị trí của mình. Vì vậy cô đành phải xuống tay trước, lấy lý do phải xem năng lực của Lee Lim để hắn đưa mình đến Đại Hàn Dân Quốc, nhân cơ hội diệt trừ Eun A. Nếu cô được chọn làm hoàng hậu, cô sẽ đi đôi giày cao gót mua từ Đại Hàn Dân Quốc tiến về phía anh. Còn nếu không được, cô sẽ liên thủ với Lee Lim. Lee Gun nhận ra tâm tư của Seo Ryung, ưu tiên trước mắt là phế truất cô ta khỏi chức vụ thủ tướng. Sau đó đe dọa chủ tịch Cho, yêu cầu anh ta chọn giữ công ty hay là tiếp tục ủng hộ Seo Ryung. Lúc này, Thượng Cung Nô đi đến báo cáo Su Jin là nội ứng của Lee Lim. Cô ta đã từng đến hiệu sách Elsu, sau khi rời đi thì đốt một bức ảnh. Lee Gun nhìn ảnh Shin Jae ăn cơm với mẹ, hiểu rằng Lee Lim muốn lợi dụng Shin Jae, dùng anh ấy để đe dọa mẹ anh. Sau khi tỉnh dậy, Su Jin gặp Lee Gun, nói rằng Shin Jae là con trai của mình. Bởi vì Lee Lim lấy tính mạng của con trai đe dọa, nên bà chỉ có thể đồng ý làm nội gián trong cung. Cảm thấy mọi việc bị phơi bày, Lee Lim đã đưa cho bà chất độc. Nhưng Su Jin cũng không hạ độc Lee Gun, thay vào đó, bà đã chọn uống thuốc độc để tự tử. Hiện giờ bà chỉ muốn cầu xin Lee Gun tha cho con trai một mạng. Chủ tịch Cho nhận được tin nhắn của Lee Gun, liền phái ông già tóc bạc đi trả lời. Đồng thời bàn giao cho Lee Gun lá bài của mình là chứng cứ về mưu đồ mưu phản của Seo Ryung. Bên cạnh đó, ông ta cũng nói rằng anh đang bị Seo Ryung nghe lén. Ngay sau đó, đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Seo Ryung và chủ tịch Cho được công bố. Nội dung là thủ tướng Đại Hàn Đế Quốc chỉ còn một năm nhiệm kỳ, đến tìm chồng cũ nhờ truy tìm tin tức loạn đảng năm đó tham gia mưu phản. Cùng với đoạn video giám sát của đêm giao thừa, tin tức vừa xuất hiện lập tức khiến dư luận xôn xao. Khi bị đình chỉ công tác, Seo Ryung chỉ mang theo đôi giày cao gót mua từ Đại Hàn Dân Quốc, ngoài ra còn có thư ký Kim. Song trùng của Ji Dung được đổi sang Đại Hàn Đế Quốc, sống một cuộc sống giàu sang. Còn Ji Dung thực sự đã bị đưa đến Đại Hàn Dân Quốc, bắt đầu một cuộc sống tối tăm. Bà Song từng làm giúp việc, thỉnh thoảng lại dừng lại trước cửa nhà chủ cũ. Nhớ những ngày khi con trai mình còn sống, hôm nay bà ấy tình cờ gặp chủ nhà cũ, mà người đó chính là mẹ của Shin Jae, lập tức tiến lên chào hỏi và mời mẹ Shin Jae đi ăn. Mẹ Shin Jae nói về chuyện của mình. Shin Jae khi còn nhỏ bị tai nạn, hôn mê hơn một năm. Bỗng một ngày anh ấy thức dậy từ bệnh viện, hồi phục thần kỳ và trở thành cảnh sát. Nói xong còn tự hào lấy ảnh con trai cho bà Song xem. Bà Song phát hiện đây chính là người đàn ông hôm đó đến nhà hài cốt của con trai mình, liền vội vã rời đi. Mà do trong vẫn luôn theo dõi mẹ của Shin Jae, chứng kiến cảnh hai người họ gặp nhau. Tae Eun dựa trên ký ức bị bắt cóc, cố gắng tìm khu rừng trúc mà Lee Lim đã đi qua hai thế giới. Lee Gun nói cho cô biết, khoảnh khắc cánh cửa đá mở ra thời gian sẽ dừng lại. Càng mở ra nhiều lần, thời gian sẽ dừng càng dài. Bây giờ, thời gian dừng lại đã kéo dài hơn một giờ. Nếu phái người canh giữ rừng trúc, ngược lại sẽ khiến họ gặp nguy hiểm. Khi thời gian dừng lại, Lee Lim có thể giết chết tất cả mọi người. Lee Gun lại đưa ra giả thiết táo bạo, có lẽ có thể du hành trở lại trước khi Lee Lim cướp đi cây sáo. Ngăn chặn điều này xảy ra trước thời hạn,
Có lẽ cánh cửa kia không chỉ có thể xuyên qua không gian, cũng có thể vượt qua thời gian. Nếu đúng như vậy, thì có thể giải thích lý do tại sao anh đã nhặt được thẻ cảnh sát của Tae-eun. Lee Hoon từng chạy khắp nơi ở giao điểm của hai thế giới, nhưng dù thế nào cũng không đến được điểm cuối. Mà ở nơi hai thế giới giao nhau, hạt giống hoa do Tae-eun trồng chìm xuống đất. Nhưng đồng xu mà anh ném lại trôi nổi giữa không trung. Có vẻ những thứ có sinh mạng sẽ chìm xuống. Nói xong, Lee Hoon dẫn Tae-eun đến nơi đó. Tae-eun lại tiếp tục gieo hạt giống hoa. Sau khi trở về Đại Hàn Dân Quốc, Tae-eun ôm lấy bố mình, thể hiện nỗi nhớ như đã lâu không gặp. Nhưng ông ấy lại nói ngày nào cô cũng ở nhà, còn hay nhắn tin cho mình nữa. Tae-eun lập tức nhận ra song trùng của mình đã đến Đại Hàn Dân Quốc. Bên này, Do trong hẹn Se-jin ăn cơm và bảo anh ấy hãy tỏ tình với Tae-eun. Lee Hoon và Tae-eun ở hai thế giới khác nhau, là thân phận không thể ở bên nhau. Shin-jae lại nói, có những mối quan hệ dù cùng một thế giới nhưng xa tận chân trời. Nói xong đi ra khỏi nhà hàng, lại tình cờ gặp Luna đang chơi với mèo hoang. Luna chẳng nói một câu, đột nhiên xông tới hôn anh. Không đợi Shin-jae phản ứng lại, thì bố Tae-eun gọi điện thoại tới. Luna bối rối đi nghe điện thoại. Shin-jae muốn tìm cô hỏi rõ ràng, lại bất ngờ gặp Tae-eun, mới hiểu người vừa rồi là song trùng của cô. Và thẻ cảnh sát cũng nằm trong tay đối phương. Tae-eun hiểu ra, mục đích của Luna là giải quyết bản thân mình. Eun sắp trở về Đại Hàn Dân Quốc, ôm chặt lấy Na-ji một lúc lâu. Lee Hoon còn tặng cho anh ấy một chiếc xe sang, cảm ơn anh vì đã bảo vệ mình. Tiếp theo Lee Hoon đến nhà Tae-eun làm khách, thừa nhận mình là bạn trai của cô ấy. Tae-eun tặng cho anh một bộ quần áo. Lee Hoon nhìn bộ đồ đen quen thuộc, giống bộ quần áo ân nhân cứu mạng anh đã mặc. Sau đó, Tae-eun và Shin-jae đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Eun A. Giữa chừng họ nhận được tin, trên chiếc điện thoại 2G mà Shin-jae mang về lần trước có dấu vân tay của Kyung-mu. Hắn đã bị bắt vì ăn cắp trong một viện dưỡng lão. Đó cũng là viện dưỡng lão mà Lee Song-jae đã ở trước khi chết. Tất cả mọi thứ đều có liên quan đến viện dưỡng lão này. Sau khi suy nghĩ, Tae-eun đoán Eun A cũng đang ở viện dưỡng lão. Nhưng quản lý ở đó lại từ chối hợp tác điều tra. Shin-jae không quan tâm, trực tiếp giật lấy chìa khóa tổng của quản lý, cùng Tae-eun đi tìm người. Quản lý nhìn Shin-jae trước mắt thì rất hoảng sợ. Rất nhanh, Tae-eun đã phát hiện ra thi thể Eun A. Shin-jae cũng tìm thấy một căn phòng đáng ngờ. Bên này, Luna giả làm Tae-eun đến gặp Lee Hoon. Nhưng chưa nói được mấy câu, anh đã phát hiện ra thân phận của cô. Lập tức lấy lại thẻ cảnh sát của Tae-eun. Lee Hoon nhìn mình trong gương, mặc đồ đen cầm thẻ cảnh sát, nhớ lại bộ dạng của ân nhân cứu mạng mình đêm đó, lập tức bừng tỉnh. Trong khi đó, Lee Lim nhìn vào biển quảng cáo của Lee Hoon ở Đại Hàn Đế Quốc, nhớ lại vị khách không mời trong đêm mưu phản. Người đó vóc dáng cao, giỏi bắn súng, còn hiểu rất rõ cấu trúc bên trong cung điện. Mỗi phát súng đều bắn vào thuộc hạ của hắn, hoàn toàn phân biệt được kẻ thù. Hóa ra, người mặc đồ đen đêm đó chính là Lee Hoon đến từ tương lai. Shin-jae trong phòng bệnh ánh sáng lờ mờ, phát hiện ra song trùng của mình, đối phương nằm hôn mê trên giường bệnh. Khi còn nhỏ, anh đã được đưa đến Đại Hàn Dân Quốc, cũng tỉnh dậy trên giường bệnh này. Shin-jae nhấn nút gọi khẩn cấp, y tá xuất hiện. Nhìn thấy hai người có khuôn mặt giống nhau cũng không hoảng hốt, nghĩ rằng họ là anh em sinh đôi. Từ y tá, anh biết được bố mình là giám đốc của viện dưỡng lão này. Sau đó, Shin-jae đến nhà tù gặp bố mình. Biết Shin-jae đã biết tất cả, ông ấy chỉ có thể thẳng thắn. Con trai thực sự của ông trở thành người thực vật, không bao giờ có thể thức dậy. Trong lúc đau buồn và tuyệt vọng, Lee Lim xuất hiện. Hắn nói chỉ cần ông sẵn sàng bàn giao viện dưỡng lão, hắn sẽ đưa Shin-jae đến làm con trai của họ. Lee Lim một mũi tên trúng hai đích. Vừa để cho mẹ của Shin-jae làm nội gián trong cung, lại dùng Shin-jae để đổi lấy viện dưỡng lão, lấy nơi đó để xử lý thi thể. Luna giả vờ là Tae-eun mang bia đến phòng Lee Hoon. Lee Hoon từ ánh mắt bất an của cô ta xác nhận đây là Luna. Nhưng đã quá muộn, cô ta đã hạ độc vào bia. Anh lập tức ngã trên mặt đất, trong tay vẫn nắm chặt thẻ cảnh sát của Tae-eun. Luna muốn tìm kiếm cây sáo để chiếm làm của riêng, nhưng anh đã sớm giấu nó đi, sợ rơi vào tay kẻ xấu. Lúc này Do trong trở về, phát hiện Lee Hoon bị trúng độc ngã xuống đất vội vàng tiến lên. Luna nhân cơ hội chạy trốn. Tae-eun biết được tin tức, nhưng vì Lee Hoon không có danh tính, chỉ có thể sắp xếp anh trong bệnh viện của người quen. Cũng may điều trị kịp thời, Lee Hoon bảo toàn được tính mạng. Tae-eun muốn vào thăm Lee Hoon nhưng bị Do trong ngăn cản. Dù sao Luna và cô giống nhau như đúc, anh không thể phân biệt được hai người. Tae-eun một mình ngồi ở cửa phòng bệnh bảo vệ Lee Hoon, đồng thời dặn dò Eun Sáp ở lại võ quán bảo vệ bố mình. Nếu thấy cô về nhà phải ngay lập tức thông báo. Eun Sáp hiểu ra, song trùng của Tae-eun đã đến Đại Hàn Dân Quốc. Hôm sau Lee Hoon tỉnh lại, vốn Do trong muốn báo cáo tin tức về việc theo dõi bà xong. Nhưng lo lắng cho cơ thể của Lee Hoon, chỉ dặn dò anh nghỉ ngơi thật tốt. Lee Hoon yếu ớt tháo mặt nạ oxy, lệnh cho Do trong bảo vệ tốt Tae-eun. Anh ấy sẽ đi xa một thời gian. Cuối cùng anh cũng hiểu, người cứu mình hồi đó chính là bản thân. Và ngay hôm nay, tiếng sáo thần một lần nữa vang lên bên tai anh. Lee Hoon đi sâu vào trong rừng trúc, đứng trước cửa đá. Phía bên kia cửa đá, Lee Lim tò mò làm thế nào Lee Hoon có thể du hành thời gian để ngăn hắn mưu phản. Lúc này tiếng sáo truyền đến, hai bên đồng thời đi vào cửa đá. Trong không gian của cánh cửa,
bên phía Li Gun đầy bóng bay màu đỏ, còn Li Lim được bao quanh bởi hình ảnh của các nhân vật giao nhau với hắn. Lúc này tiếng sáo truyền đến, hai bên cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, đồng thời chạy về phía Đại Hàn Đế Quốc. Hai người xuyên thời gian đến đêm mưu phản. Li Lim trong quá khứ nhìn thấy bản thân trong tương lai, nhìn vào cây sáo thần trong tay đối phương, cùng với khuôn mặt không già, thì hiểu ra bí mật của cây sáo là có thật. Li Lim tương lai cho hắn lời khuyên, trước tiên diệt trừ Li Gun còn bé, sau đó có được cây sáo thần hoàn chỉnh. Nếu không, Li Gun tương lai sẽ ngăn cản âm mưu tạo phản này. Nhưng Li Lim quá khứ rất tự phụ, căn bản không nghe lời khuyên, trực tiếp rút con dao trong ô ra giết chính mình trong tương lai. Người có được ngai vàng và cây sáo thần phải là hắn bây giờ, không thể là hắn của tương lai. Li Lim tương lai chết, một nửa cây sáo cũng theo đó tiêu tán. Li Gun thành công ngăn cản mưu phản, sau đó vuốt mắt cho người cha đã chết. Li Gun nhỏ tay cầm nửa cây sáo, trong lúc hoảng hốt kéo thẻ cảnh sát của Tae Eun rơi xuống. Trên đường đi, Li Gun nhìn thấy Thượng Cung Nô, hiểu được bà ấy đã từng gặp qua mình. Li Gun cởi khăn che mặt và nói rằng mình là hoàng đế tương lai. Đôi mắt đầy nước mắt xin Thượng Cung hãy để mình đi. Li Gun lần theo vết máu của Li Lim đi tới cửa sau, phát hiện con trai cả của quận công Bu Dong là nội ứng của Li Lim, đã giúp hắn trốn thoát trong đêm mưu phản. Anh nể mặt quận công Bu Dong mà tha cho hắn một mạng, chỉ bắn bị thương chân của hắn. Li Gun thuận lợi chạy trốn, nhưng anh chỉ có thể du hành qua các thế giới khác nhau của năm 1994. Vì một nửa cây sáo chỉ có thể xuyên qua không gian song song. Chỉ có cây sáo hợp nhất mới sinh ra dòng thời gian, đưa mọi người đến thời điểm họ muốn thay đổi. Cho nên hai người đều đến đêm mưu phản. Li Gun muốn cứu hai thế giới, Li Lim muốn cứu mình vì mưu phản thất bại. Từ năm 1994 đến năm 2020 phải sống thêm 26 năm nữa. Điều đó có nghĩa là Li Gun phải lang thang trong không gian của cánh cửa khoảng 4 tháng để bắt kịp với thời điểm hiện tại. Bởi vì một ngày ở nơi đó tương đương với 2 tháng ở thế giới bên ngoài. Mà câu chuyện này, cậu bé ở hiệu sách cũng đã biết trước và kể với bà xong. Cậu ấy muốn tự cứu mình và trở về nguyên vẹn, thay vì bị chia thành hai như bây giờ. Có lẽ cậu bé chính là linh hồn của cây sáo trong truyền thuyết. Bên này, Li Gun đang ở năm 1994 vội vàng gọi cảnh sát, báo cáo gia đình của bà song sắp bị sát hại. Tuy nhiên vụ án vẫn xảy ra, điều này chứng minh chu kỳ lịch sử, Li Lim vẫn trên con đường cũ đến tương lai. Vòng lặp trong dòng thời gian đã đóng và Li Gun bị mắc kẹt trong quá khứ ở Đại Hàn Dân Quốc. Anh nhớ cái cau mày và nụ cười của Tae Eun. Lúc này, cây sáo trong tay anh cũng tiêu tán. Anh đến thăm Tae Eun khi còn bé, tạo ra những kỷ niệm giữa hai người. Anh nói những điều mà Tae Eun nghe không hiểu. Trước khi đi còn xoa đầu cô ấy, tại năm 2020, Tae Eun rất nhớ Li Gun. Khi đồng nghiệp sắp xếp thông tin, tình cơ phát hiện ra bản ghi âm của cuộc gọi báo cảnh sát năm 1994, cảm thấy giọng nói rất quen thuộc, lập tức thông báo cho Tae Eun. Đồng thời, Tae Eun sinh ra ký ức mới, Li Gun xuất hiện trước mặt cô khi cô còn nhỏ. Nói rằng anh ấy đang trên đường đến gặp cô. Những hành động trong quá khứ của Li Gun đang thay đổi ký ức của Tae Eun. Tae Eun đoán, Li Gun đã trở lại đêm Li Lim mưu phản năm 1994 và bị mắc kẹt trong dòng thời gian. Tae Eun đi tới bốt điện thoại bên rừng trúc, bỏ rất nhiều đồng xu vào đó. Đột nhiên, trong đầu cô lại hiện lên một đoạn ký ức. Năm 2016, Tae Eun đang tụ tập cùng bạn bè thì nhìn thấy Li Gun bên ngoài nhà hàng. Tae Eun buộc tóc lên, muốn kiểm tra chứng minh thư của anh ấy. Li Gun lấy ra dây buộc tóc của Tae Eun mà mình trân quý, đeo vào tay cho cô. Dặn dò cô bọn họ sẽ gặp lại nhau ở Gangnam-mun. Vào thời điểm đó, anh sẽ mặc một chiếc áo với rất nhiều cúc, cùng xuất hiện với một con bạch mã. Cho nên lúc đó, cô có thể thân thiện với anh một chút được không? Trở về hiện tại, Tae Eun lại nhìn thấy lời nhắn Li Gun để lại cho mình. Nội dung là hãy chờ ta sắp đến nơi rồi. Vào ngày đua thuyền của Đại Hàn Đế Quốc, Li Gun một lần nữa thông qua các vết nứt thời gian xuất hiện trước mặt Do Chong, yêu cầu thẻ ra vào trường đua ngựa, sau đó bỏ nó vào túi áo thỏ đã chuẩn bị trước. Dặn dò Do Chong tương lai anh sẽ đến Đại Hàn Dân Quốc, nhiệm vụ của anh là phải theo dõi bà Song. Có thể hiện tại Do Chong không hiểu gì cả, nhưng một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ hiểu được. Ký ức của Do Chong cũng được cập nhật, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Li Gun. Luna chạy trốn lấy bộ quần áo thỏ bên đường, phát hiện thẻ ra vào trường đua ngựa trong túi liền lẻn vào trong đó. Bên này, Tae Eun theo dõi Luna đến một góc. Tuy nhiên Luna đã sớm phát hiện ra, cô ta xông tới đâm Tae Eun, cũng muốn để Tae Eun trải nghiệm cảm giác mất mát. Tae Eun ngã xuống đất vội vàng gọi cảnh sát. Đồng thời, những ký ức mới đã được thêm vào. Cô đã gặp một người đàn ông đến từ Đại Hàn Đế Quốc. Li Gun mặc chiếc áo có nhiều cúc cưỡi bạch mã. Nhìn người đàn ông từng không ngừng xuất hiện trong trí nhớ của mình, cô chủ động ôm lấy anh. Người qua đường đưa Tae Eun vào bệnh viện. Shin Jae cũng đưa Song Trùng đến bệnh viện. Lúc này, ký ức lại được cập nhật. Do trong nhớ kỹ lời dặn dò của Li Gun, muốn cùng Shin Jae liên thủ điều tra bà Song. Khi đang nói, Shin Jae nhận được cuộc gọi từ Li Lim. Hai người gặp nhau, hắn lấy tính mạng của hai người mẹ ra đe dọa anh, ép buộc anh phải lấy lại một nửa cây sáo từ tay Li Gun. Shin Jae nhìn vào bức ảnh trước mắt và rơi vào hồi ức. Khi còn nhỏ, người mẹ đẻ nợ nần chồng chất đã ép anh cùng mình tự tử. Lúc đó Li Lim đã xuất hiện, muốn trả hết nợ cho bà ấy. Đồng thời,
Xin Chê sẽ có một người bố giàu có. Cái giá phải trả là bà sẽ trở thành một cung nhân, đóng vai trò là tai mắt của hắn. Gần đây, Nazi đã tham gia vào câu lạc bộ xem bói. Lúc này cô đang xem chỉ tay cho Lee Lim, nhìn thấy vết sẹo trên tay hắn. Đây là vết sẹo do Lee Gun hồi nhỏ gây ra, nó đã thay đổi số phận của hắn. Nếu ở thời cổ đại, loại vận mệnh này thuộc về vận mệnh phản nghịch. Hơn nữa số mệnh nhất định sẽ bị chém đầu. Lee Lim nghĩ đến đêm mưu phản, hình ảnh hắn đã giết chết bản thân của tương lai. Biểu thị số phận đó chính hắn đã thực hiện. Hắn đã bị chặt đầu và bây giờ có một số phận mới. Ưn sắp đến tìm Nazi, nhận ra Lee Lim trong cửa hàng, liền bảo vệ cô ấy ở phía sau. Lee Lim nhờ anh giúp chuyển lời cho Lee Gun. Hắn rất mong được gặp Lee Gun vào ngày giỗ của mẹ anh ấy. Nếu anh ấy không xuất hiện, người tiếp theo gặp nguy hiểm sẽ là Nazi. Lúc này Taeun đi tới, Shin Chae hỏi sao cô bị thương còn đến đây. Luna ngay lập tức che bụng phải. Động tác này bị Shin Chae nhìn thấu trong nháy mắt. Taeun rõ ràng bị thương ở bụng trái, vì vậy khuất phục Luna ngay tại chỗ. Taeun một mình thẩm vấn Luna. Cô ta từ nhỏ không cha không mẹ, lại bị bệnh nan y nên đã tuyệt vọng với cuộc sống. Nhưng trong thời gian ngắn ở chung với bố Taeun, cảm nhận được hơi ấm gia đình. Khi đâm Taeun hôm đó, cô ta cũng cố ý tránh chỗ hiểm, chỉ vì không muốn bố Taeun buồn. Đúng lúc này thời gian lại dừng lại. Lee Gun đã ở trong không gian của cánh cửa được 4 tháng, cuối cùng anh đã trở lại. Từ sở cảnh sát biết được Taeun đang nằm viện thì vội chạy tới. Hai người ôm nhau thỏa nỗi nhung nhớ. Sau đó, Lee Gun ở bệnh viện làm bạn với Taeun. Taeun lại có thêm hồi ức mới, trải nghiệm trong quá khứ xảy ra như bình thường. Sự khác biệt duy nhất là, khi Lee Gun lần đầu tiên nói về thế giới song song, cô bán tín bán nghi, đi đến Đại Hàn Đế Quốc sớm hơn ban đầu và nhanh chóng rơi vào tình yêu với Lee Gun. Tất cả mọi thứ được hình thành nhanh chóng. Lần này Lee Gun vẫn không thể thay đổi vận mệnh. Lee Gun gặp Do Chong và Shin Chae. Shin Chae mở miệng đòi tính mạng của Lee Gun. Mà Lee Gun trong lòng biết rõ, Lee Lim đã liên lạc với Shin Chae, dùng tính mạng của hai người mẹ đe dọa anh ấy giết mình. Sau đó, Lee Gun đi tới chỗ ở của bà Song, tình cờ gặp bà ấy ra cửa. Bà Song vừa nhìn đã nhận ra anh, chính là bộ dáng của con trai bà sau khi lớn lên. Lee Gun nói về kế hoạch của Lee Lim, dự định vào ngày giỗ của mẹ mình sẽ đưa bà Song đến Đại Hàn Đế Quốc. Không ngờ bà Song sớm đã biết thời gian ngày giỗ, cũng bảo anh đến gặp mình trước 2 ngày. Trong thời gian tới, Lee Gun và Taeun như hình với bóng. Anh giúp cô sấy tóc, cùng cô đi dạo, giúp cô ăn cơm. Mà Taeun mỗi đêm nhìn Lee Gun, trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này. Hạnh phúc luôn luôn thoáng qua, Do Chong và Eun sắp tạm biệt. Hai người lưu luyến không rời ôm nhau, hẹn ngày gặp lại. Taeun hiểu, Lee Gun vẫn muốn trở lại quá khứ và giết Lee Lim trước khi hắn mưu phản. Nhưng nếu như vậy, ký ức của Taeun về Lee Gun cũng hoàn toàn biến mất. Cô sẽ sống mà không biết đến anh. Lee Gun ôm lấy Taeun, thề sẽ trở lại bên cạnh cô. Bên này, Seo-ryung và Lee Lim gặp nhau. Hiện tại, Seo-ryung đã không có giá trị gì đối với hắn nữa. Đã không thể trở thành hoàng hậu lại còn bị đình chỉ công tác. Đối mặt với tình trạng khó khăn này, cô ta vẫn không nản lòng. Seo-ryung có tham vọng lớn hơn, chính là cướp đi cây sáo của Lee Gun. Lee Lim nghe những gì cô ta nói, không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp bóp cổ đối phương. Giá trị sử dụng duy nhất của cô ta chính là vào ngày giỗ của mẹ Lee Gun, phải tìm cách để Lee Lim có thể tham gia. Lúc đó, hắn sẽ công bố trước người dân trên cả nước về sự tồn tại của thế giới song song, đồng thời dùng bà Song, người giống hệt mẹ của Lee Gun, làm chứng cứ. Đột nhiên thời gian đứng yên, Lee Gun đã trở lại Đại Hàn Đế Quốc. Điều đầu tiên anh làm chính là đến gặp con trai cả của quận công Bu Dong, trục xuất hắn vĩnh viễn khỏi Đại Hàn Đế Quốc. Sau đó sắp xếp cho Shin Chae gặp mẹ ruột. Shin Chae không muốn bà ấy đến gần mình, càng không tha thứ cho bà ấy vì đã bỏ rơi mình. Lần này đổi lại là anh sẽ bỏ rơi mẹ mình. Shin Chae cảm ơn Lee Gun đã cho anh cơ hội để gặp lại mẹ mình, cũng tìm hiểu về kế hoạch tiếp theo. Lee Gun nói mình muốn trở lại đêm mưu phản, và lần này anh sẽ chỉ tập trung vào cây sáo, sẽ không tự cứu bản thân khi còn nhỏ nữa. Vậy tức là anh sẽ chết, Lee Gun sẽ không tồn tại trên thế gian, và ký ức Shin Chae ở Đại Hàn Dân Quốc cũng sẽ biến mất. Bà Song không muốn làm mồi nhử nên đã bỏ thuốc độc vào thức ăn, miệng phun ra máu tươi. Lee Lim thấy vậy vội nhổ hết thức ăn trong miệng ra. Bác sĩ vội vàng chạy vào cấp cứu cho bà Song. Nhưng thời gian đột nhiên dừng lại, Lee Gun đã đến Đại Hàn Dân Quốc. Lee Lim lấy ra một nửa cây sáo trong chiếc ô, mang theo súng săn ra đường gặp Lee Gun. Hắn tò mò vì sao mình đã vượt qua cả cái chết, vì sao vẫn không né được Lee Gun, vì sao vẫn bị anh tìm ra. Lee Gun nói rằng có rất nhiều người đang giúp mình. Bên cạnh Lee Lim cũng có không ít người muốn hắn chết. Lee Lim tức giận giơ súng lên, nhưng không thể bắn do thời gian đang dừng lại. Khi thời gian dừng lại kết thúc, Do Chong ở phía sau bắn vào chân Lee Lim, sau đó mấy người đi đến rừng trúc. Anh sớm đoán được đêm mưu phản, máu của Lee Lim đã thấm vào một nửa cây sáo. Chỉ có hắn cầm cây sáo của mình trong tay mới có thể mở ra cánh cổng. Quả nhiên cửa đá xuất hiện, Lee Gun mang theo cây sáo hợp nhất đi tới trước cửa đá. Ánh sáng của cửa đá chuyển từ xanh sang đỏ, có nghĩa có thể du hành cả thời gian và không gian. Lee Gun đứng trước cửa đá nhưng không nghe thấy tiếng sáo nữa. Đêm mưu phản khi anh còn nhỏ,
anh đã nghe thấy tiếng sáo và được đưa đến chỗ cây sáo. Bây giờ anh không thể nghe thấy tiếng sáo, không thể quay về đêm tạo phản. Lee Won phân tích muốn tạo ra vết nứt lần nữa. Lần cuối cùng đó là ở hai thế giới khác nhau, hai người cầm trong tay một nửa cây sáo, đồng thời mở cửa đá đi vào, mới có thể trở lại đêm mưu phản. Và lần này, phải có người mang theo cây sáo và Lee Lin tiến vào cửa đá. Xin Che lập tức xung phong. Lee Won mang theo cây sáo hợp nhất đi vào trong cửa, nhìn thấy trong đó các cột ánh sáng trải rộng trên các tọa độ thời gian khác nhau. Anh không biết phải đi đâu. Sau đó, Xin Che đưa một nửa cây sáo và Lee Lin đến Đại Hàn Dân Quốc. Mà Lee Won thì mang theo nửa khác trở lại Đại Hàn Đế Quốc. Anh ra lệnh nếu mình gặp phải bất trắc thì cháu gái Se-jin của quận công Bu-jong sẽ là hoàng đế Đại Hàn Đế Quốc. Bên này, Tae-eun phát hiện những bông hoa Lee Won mang tới từ tương lai đã biến mất. Điều này có nghĩa là tương lai sẽ được thay đổi. Cô muốn giúp Lee Won, liền vội vã chạy tới đồn cảnh sát, chất vấn Lee Lim cây sáo đâu rồi. Lee Lim không hài lòng với vẻ bình tĩnh không có chút sợ hãi nào của Tae-eun. Tae-eun lo Lee Won một mình đi về phía trước sẽ cảm thấy cô đơn. Sợ hai thế giới tiếp tục hỗn loạn, sẽ có nhiều người bị tổn thương hơn. Biết được nỗi sợ hãi của cô, Lee Lim thú nhận hắn đã gửi một món quà lớn cho Lee Won và Seo-ryung. Bên này Lee Won nhận được tin tức, Se-jin đã chết vì tai nạn giao thông. Thủ phạm của vụ tai nạn xe hơi chính là Ji-jung. Đây chính là điều kiện trao đổi để cô ta trở lại Đại Hàn Đế Quốc. Seo-ryung hoảng hốt khi thấy tin tức, ngay lập tức gọi cho mẹ mình. Câu hỏi tối nay ăn gì là ám hiệu giữa hai người. Người mẹ khuôn mặt trống rỗng, cuối cùng trả lời mì tương đen. Mà lúc trước hai người đã thỏa thuận đáp án là cá ngừ. Cô ngay lập tức nhận ra mẹ mình đã bị tráo đổi, sụp đổ ngồi hai tay ôm đầu. Tae-eun tháo còng tay cho Luna, nhờ cô ta giúp mình chăm bố trong lúc mình đi vắng. Nhưng trước đó, cô đã yêu cầu Luna giúp mình ăn cắp một thứ. Sau đó, Luna đến đồn cảnh sát để đánh cắp Lee Lim. Mà Tae-eun đến tìm Shin Che, yêu cầu anh giao ra cây sáo. Cô biết Shin Che và Lee Won đã hẹn, trong vòng 48 giờ nữa sẽ đưa Lee Lim trở lại rừng trúc để gặp nhau. Lúc này Shin Che nhân cơ hội tỏ tình thích Tae-eun. Anh tuyệt đối sẽ không để cô đi vào chỗ chết. Tae-eun nắm chặt cánh tay anh, nói về tình cảm mình dành cho Lee Won, cũng như tình cảm Shin Che dành cho mình vậy. Vì vậy, cô nhất định phải lấy được nửa cây sáo. Lee Won trịnh trọng thay lễ phục, mang theo tứ dần kiếm chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi anh đến tìm Thượng Cung Nô, nói mình đã biết bí mật bà đến từ Đại Hàn Dân Quốc. Bài hát ru mà bà đã hát cho anh ngay khi anh còn nhỏ, chính là đến từ tập thơ của Đại Hàn Dân Quốc. Anh đã đặc biệt mang tập thơ đó về tặng cho bà. Lee Won một lần nữa thỉnh cầu Thượng Cung Nô hãy để mình đi. Thượng Cung Nô bật khóc, hỏi liệu anh ấy có thể quay về không. Lee Won không trả lời xoay người rời đi. Xem ra, lần này anh đã định sẵn mình sẽ chết. Tae-eun đeo vòng cổ hoa 5 cánh mà Lee Won tặng. Cô từng nói sẽ đeo nó vào những dịp quan trọng. Và cảnh này chỉ ra cô đã lấy được một nửa cây sáo từ tay Shin Che. Cô sẽ cầm sáo, cùng Lee Lim đi vào cửa đá. Lee Won vào rừng trúc, Do Trong cũng đồng hành bên cạnh. Hai người cưỡi ngựa chạy về phía cửa đá. Đồng thời, Tae-eun áp giải Lee Lim cũng tiến vào cửa đá. Tae-eun sẽ chờ Lee Won thành công giết chết Lee Lim, thay đổi quá khứ. Nhưng nếu anh ấy thất bại, cô sẽ tự mình bắn chết nghịch tặc. Lee Lim chế giễu sự ngây thơ của cô, vì ở không gian này, tất cả đều đứng yên, không thể nổ súng. Lee Won đưa Do Trong trở về đêm mưu phản năm 1994. Anh ra lệnh cho Do Trong chờ ở cửa sau. Nếu anh thất bại, Do Trong nhất định phải giết Lee Lim. Nhưng Do Trong từ chối mệnh lệnh, trực tiếp chạy về phía Trơn Trong Gò. Lee Won đặt tứ dần kiếm ở cửa, cầm súng đi theo Do Trong. Lần này, Lee Lim lại không lựa chọn tự mình ra tay giết chết Lee Won nhỏ, mà là ra lệnh cho thuộc hạ bắn chết. Đúng lúc này hai người đi tới Trơn Trong Gò, kính vỡ làm chảy xước tay Lee Lim. Số phận của Lee Lim một lần nữa được thay đổi. Do Trong và Lee Won xuất hiện, tấn công mạnh mẽ vào kẻ địch, mà cây sáo thần nguyên vẹn đã bị Lee Lim lấy mất. Theo đó, nửa cây sáo trong tay Lee Won và Tae-eun dần dần biến mất. Không có cây sáo có nghĩa là họ sẽ bị mắc kẹt ở đây. Lee Won đuổi theo nghịch tặc, Do Trong ở lại bảo vệ Lee Won nhỏ. Anh đã bị thương nặng, yếu ớt ôm lấy Lee Won nhỏ đang ngất xỉu. Các công nhân đang đến, Do Trong buông cậu bé ra, dựa vào một bức tường đá và rơi vào hôn mê. Lee Won ra cửa sau, nhặt tứ dần kiếm trên mặt đất đuổi theo. Lee Lim mang theo cây sáo một đường chạy trốn đến rừng trúc. Cánh cửa đá được mở ra, Lee Won đuổi theo chém vào tay hắn. Tae-eun đã chờ đợi rất lâu trong không gian của cánh cửa, không biết tình hình bên Lee Won như thế nào. Cô chỉ có thể bắn chết Lee Lim trước, nhưng súng lại không có phản ứng. Bỗng nhiên, hoa tương tư mà Tae-eun trồng đã nảy mầm. Mọi thứ trong không gian của cánh cửa đột nhiên có thể chuyển động, Lee Lim bị trúng đạn ngã xuống đất. Đồng thời, Lee Lim của năm 1994 bị Lee Won tự mình chém đầu. Lee Won lấy được cây sáo thần hoàn chỉnh, trở về Trơn Trong Go để cứu Do Trong. Cậu bé hiệu sách trong nháy mắt biến thành người trưởng thành. Cậu ta lẩm bẩm với chính mình, cánh cửa sẽ đóng lại, chỉ còn những ký ức mà thôi. Vết sẹo trên cổ Lee Won cũng biến mất, hai thế giới bị xáo trộn, cuối cùng cũng dựa theo quỹ đạo ban đầu mà vận hành. Đại Hàn Dân Quốc năm 1994, bà Song bị bạo lực gia đình quanh năm. Người chồng đã chết vì tai nạn, bà một mình nuôi dạy con trai. Vì không muốn tiếp tục chăm sóc anh chồng bị bại liệt,
liền đưa hắn đến viện dưỡng lão. Năm 1995 tại Đại Hàn Đế Quốc, mẹ của Shin Jae muốn ép anh cùng tự tử, quận công Bu Jong đi ngang qua đã cứu hai người. Đến năm 1999, Luna muốn ăn cắp tiền của mẹ Seo Ryung, bị Seo Ryung bắt được tại chỗ. Mẹ Seo Ryung tốt bụng mời Luna đến nhà ăn tối, còn cho cô bé tiền tiêu vặt. Luna lấy ra một tờ trong số đó, coi như tiền ăn trả lại cho mẹ Seo Ryung. Cứ như vậy, lần đầu tiên Luna cảm nhận được sự ấm áp khi được yêu thương. Tae-eun tỉnh lại trong rừng trúc, thế giới bên ngoài đã thay đổi đáng kể. Cô vẫn còn giữ những kỷ niệm, nhưng Lee Gun và Shin Jae đã không còn tồn tại. Hôm nay Tae-eun đang đi trên đường, tình cờ gặp Ji-hun, song trùng của Lee Gun. Hiện tại anh ấy đã trưởng thành và trở thành một quân nhân. Nhìn thấy Ji-hun, Tae-eun lại nhớ tới người yêu của mình, không kìm được bật khóc. Bên này Lee Gun với bó hoa trên tay đến các thế giới khác nhau để tìm kiếm Tae-eun. Ở các thế giới khác nhau, song trùng của Tae-eun đều có tên và nghề khác nhau. Đến năm 2021, do trong lượt xem sách lịch sử mới, thi thể của Lee Lim được phát hiện trong rừng tre vào tháng 12 năm 1994. Tại Đại Hàn Dân Quốc, Nazi thông báo cho Tae-eun có một người đàn ông lạ xuất hiện cùng với một con bạch mã. Tae-eun vội vã về nhà, nhìn thấy Lee Gun mắt lập tức đỏ hoe. Lee Gun thấy sợi dây chuyền trên cổ đối phương. Sau bao lần tìm kiếm cuối cùng anh cũng tìm được người yêu. Tặng cho cô bó hoa và nói anh yêu em. Mà Tae-eun vẫn giữ được ký ức, ôm chặt lấy người mà mình ngày nhớ đêm mong. Thời gian đến năm 2022 tại Đại Hàn Đế Quốc, bố mẹ của Do Trong tái hôn, sinh ra một cặp song sinh. Do Trong gọi hai đứa em của mình bằng tên giống em của Eun Sap. Anh cũng rất nhớ người anh em tốt Eun Sap. Xem ra Do Trong được Lee Gun cứu trở về, vẫn còn giữ được ký ức. Luna đi ngang qua hiệu sách Hê Song, mà cảnh này chính là cảnh Lee Gun thấy qua video lần trước. Giờ đây, Luna và Shin Jae đã trở thành cảnh sát hình sự của Đại Hàn Đế Quốc. Hóa ra, Luna được mẹ của Seo Ryung nhận nuôi. Còn Seo Ryung đã bị bắt và bỏ tù vì tham nhũng, mà thư ký Kim lại trở thành giám ngục của cô ta. Mỗi cuối tuần, Lee Gun và Tae-eun sẽ có một cuộc hẹn xuyên thời gian và không gian. Việc chọn địa điểm hẹn hò cũng rất quan trọng. Phải chọn nơi nào không thể chạm trán người có khuôn mặt giống mình. Thỉnh thoảng cũng vô tình đến một thế giới song song, bị người dân nhận ra và quỳ lại. Sợ bị nhận ra, hai người vội vã rời đi. Mỗi chuyến đi, họ sẽ để vali của mình ở giao lộ của thế giới. Bên trong chứa đầy quần áo của các thời đại khác nhau. Một lần họ đến Đại Hàn Dân Quốc vào năm 1994. Lee Gun đang xem các điểm xe buýt bên đường, đột nhiên một quả bóng chảy lan đến. Lee Gun nhặt lên và ném nó lại cho đối phương. Mà cậu bé chính là song trùng của Shin Jae. Cậu bé hỏi Lee Gun muốn đi đâu, mình sẽ chỉ đường cho. Nếu không có khoảnh khắc này, cậu bé sẽ bị tai nạn xe hơi và nằm trên giường bệnh suốt đời. Cuối cùng, cậu bé lớn lên khỏe mạnh và trở thành một người tài năng. Còn Eun Sap trở thành một nhân viên của cơ quan tình báo quốc gia. Tae-eun và Lee Gun cứ như vậy xuyên qua thời gian và không gian khác nhau, tiếp tục tình yêu của họ cho đến mãi mãi. Bộ phim cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xem xong bạn có cảm nghĩ gì? Hãy comment cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Hẹn các bạn trong video ngày mai.